thì chúng ta phải tu tứ chánh cần. Bởi vì chúng ta biết rằng các cái sự ràng buộc đó đều là ác pháp, nó không phải là thiện pháp. Cho nên chúng ta tu tập tứ chánh cần là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong pháp chánh niệm tỉnh giác, để cho các pháp ác không sanh khởi. Và khi nó đã sanh khởi thì chúng ta mau mau dùng định vô lậu để mà quét sạch nó ra, đặt nó xuống, không có cho nó tăng được. Đó là chúng ta có những cái pháp tu tập như vậy đó, có những cái pháp có giá trị để tu tập, để giữ cho tâm chúng ta luôn luôn được giải thoát hoàn toàn, được thanh thản, được an lạc. Nó không có một chút gì lo sợ, một chút gì thương ghét, một chút gì giận hờn trong đó nữa. Đó là chính các con phải nỗ lực thực hiện các pháp này. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, phải nỗ lực thực hiện. Đây là pháp đầu tiên để chúng ta đi vào thiền định, cũng là pháp đầu tiên để thực hiện con đường giải thoát. Bắt đầu vào, bắt tay vào là chúng ta đã thấy ngay có sự giải thoát liền. Nghĩa là không tu thôi, tu là có giải thoát liền tức khắc. Cho nên phải mạnh dạn, phải nỗ lực, phải thực hiện cho kỳ được, chứ không thể nào mà tu sơ sơ được, tu ít được, mà tu hết sức mình để sớm chừng nào tốt chừng nãy. Vì các con còn phải cứu giúp biết bao nhiêu người đang chết đuối, đang sắp sửa chết đuối ở trong Phật pháp này. Những kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, dí như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao, cái nhà ao hồ của chúng không có chút tiếc nhớ. Nghĩa là chúng ta rời khỏi, chúng ta mà mạnh dạn mà giữ chánh niệm, ở trong cái chánh niệm tỉnh giác này để ngăn chặn các pháp ác á, mà không ưa sống ở tại gia đình của mình. Tại gia tức là sống ở trong gia đình của mình, anh em cha mẹ vợ con này kia, sống không bao giờ mà có thể chúng ta ra khỏi sự đau khổ này. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc là cái câu pháp cú này, ví như một con ngỗng mà nó rời khỏi cái ao nhà của nó bỏ đi rồi, nó không còn nhớ tiếc chút nào hết, nó cứ tiếp tục nó đi luôn luôn hoài hoài theo dòng nước mà chạy đi. Nó thì ở đây chúng ta ví mình cũng như một con ngỗng mà rời khỏi cái ao nhà nó rồi thì mãi đi luôn, chứ không có nghĩ trở lại như thế nào. Tùy duyên ở những cái người ở trong gia đình của mình, có duyên thì mình độ, tiếp tục độ họ để mà giải thoát. Mà không duyên, bây giờ dù mình có sống ở trong nhà, mình có dạy bảo họ cũng chẳng nghe. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo, khi xuất gia tu hành theo Phật thì ngài ngài có vợ và sắp sửa sanh đứa con, ngài ra đi. Thì lúc bây giờ ngài đi tu thì bà vợ ở nhà sanh ra đứa con. Thì sau 3 năm ngài được cái đoàn chúng tăng đi về cái khu vực của cái quê của ngài ở, cái nơi gần bên nhà này, ngài ở. Thì cái bởi vì ngày xưa Đức Phật á, cái du tăng khất sĩ, cho nên không có ở đâu một chỗ nào hết. Cho nên từ cái ngày mà ngài theo Phật rồi đi từ xứ này đến xứ khác mà không có dịp mà trở về cái quê hương của mình. Hôm nay cái đoàn tu sĩ đó nó mới được trở về quê hương, thì 3 năm rồi nó mới trở về đó. Thì bà vợ của vị tu sĩ này đó nghe tin rằng chồng mình ở trong cái đoàn tu sĩ này được trở về đây, mà chờ mãi không thấy ông ta về. Tưởng đâu là ông về được đây thì ông thế nào cũng ghé ông thăm, nhưng mà không ngờ ông không ghé thăm. Cho nên bà mới lần mò, mới đi vào ở trong cái khu rừng nơi mà các vị tỳ kheo ở đó để mà dò hỏi, thì rõ ràng là chồng bà đang tu ở cái gốc rừng đó. Cho nên hôm đó thì bà mới sửa sang trang điểm rất đẹp, mặc đồ rất là sang đẹp, rồi đồng thời thì bà ẵm theo đứa con bà đã sinh ra. Bà đã sinh ra đứa con. Sau khi đón đầu cái vị tu sĩ này, đón đầu chồng mình á, thì bà nói những lời rất là ngon ngọt, kêu anh kêu em rồi xưng em rồi rất là ngon ngọt. Nhưng mà vị tu sĩ này vì phòng hộ sáu căn, vì tu tập, cho nên đối với ngài đã quen đi với cái sự phòng hộ, cho nên luôn luôn mặt nhìn xuống mà không ngó lên. Do đó người vợ nói đã đời, tiếng nói rất là ngọt ngào, êm thấm vô cùng. Thế mà ông lặng lặng ông bước đi, ông tránh qua, rồi ông bước đi, ông không hề nói một lời nói nào hết, mà cũng không hề là nựng con của mình như thế nào hết. Mà khi ra đi thì con chưa sanh, mà bây giờ về con đã sinh ra mà cũng chẳng cần nhìn mặt nó ra như thế nào nữa. Con người tu sĩ của đạo Phật sao mà vô tình đến đổi mà không thể tưởng tượng được. Cho nên ông lách qua, ông đi kinh hành, ông không có nhìn mặt vợ, cũng không có nhìn con như thế nào ấy, mà cũng hỏi thăm rằng 3 năm nay em đói khát làm sao, có ăn không, cũng không bao giờ hỏi thăm với cái gì cả, đi luôn.
bà ta tức giận quá. Ông chồng tu theo đạo Phật này sao mà vô tình đến cái mức độ lời nói của mình ngọt ngào như đường, thế mà chẳng ra gì hết. Ông chẳng biết đường mật nó ngọt như thế nào mà bây giờ nói vậy mà ông chẳng có còn biết đường mật gì nữa. Cho nên bà mới chạy tắt ở trong rừng, bà chạy ra bà đón đầu một lần nữa. Kỳ này bà không có ngọt ngào nữa mà bà làm hung dữ. Bà mới nói với ông chồng: từ ngày anh đi tu tới giờ đó, tôi ở nhà tôi sinh con, tôi chịu cực khổ, tôi nuôi nấng cho tới bây giờ, thì bây giờ con anh tôi trả anh nè, nuôi làm gì làm, tôi không có cần nuôi nó nữa đâu, tôi quá cực khổ rồi. Anh là con người bạc tình bạc nghĩa, không có tình nghĩa gì hết à, cho nên bà ta nói như vậy rồi cái bà chọt vô đứa con đau nó khóc ré lên, rồi bà quăng nó xuống đường ngay giữa vị tỳ kheo đang đi à, quăng xuống đường để nằm đó, rồi bà chạy bà bỏ đi. À, vị tỳ kheo này lặng lặng ước tránh qua rồi đi, chứ cũng không ẵm đứa con lên mà dỗ nó con nín đi hay này kia à, cho nên đi luôn qua à, do đó bà thì bà đâu có bỏ con bà được, cho nên bà đau lòng khi nghe con nó nằm nó lăn khóc thì bà đâu có chịu nổi, cho nên chờ ông ta đi qua rồi bà chạy ra bà ẵm con. Bà mới nói thiệt ra những bậc tu sĩ, bậc những vị tỳ kheo đệ tử của cô Đàm thật là mới là bậc giải thoát, nó không còn dính mắc nữa. Cho nên cuối cùng thì bà về bà nuôi con bà, bà nuôi con bà cho nó lớn đúng 7-8 tuổi, rồi bà gửi vào ở trong tăng đoàn đi theo Đức Phật mà tu. Còn bà thì bà xuất gia, bà theo sinh Phật xuất gia theo bên nữ bà tu, cho nên cuối cùng bà cũng thành A-la-hán, mà đứa con cũng thành chứng quả A-la-hán. Cả gia đình người ta, vợ chồng con cái đều thành quả A-la-hán, là vì một cái hành động giải thoát của vị tu sĩ này đã độ vợ con mình tu. Còn nếu mà cỡ ông vị tu sĩ này mà rờ rẫm con ha, hoặc là thấy quăng con khóc như vậy, động lòng gọi là từ bi của các con đó, cũng như bây giờ các con thấy như bây giờ có một số huynh đệ của mình vắng mặt mà không được ở đây học những cái pháp này, các con thì không thấy được nhân quả à, cho nên thấy cũng thương xót, mình được học mà người khác không được học, cái lòng từ bi đó thì các con không thấy nhân quả à, cho nên vì vậy mà mình cũng ước ao à, cho được những người đó được mà nghe được cái pháp thầy giảng dạy. Nhưng các con đừng có lo nghĩ, hãy lo cho mình đi, đừng có lo đi, mà mình lo như vậy thì những người đó cũng không độ họ được gì, mà họ đủ duyên họ thì một ngày nào đó họ cũng được nghe pháp này chứ không có mất đi đâu hết. Vì pháp mà thầy đã giảng thì nó sẽ còn lưu lại, nó còn lưu lại bởi vì nó là pháp bảo của Phật được triển khai với một sự kinh nghiệm tu tập của thầy. Nó không phải là cái pháp do tưởng giải ra, mà là do cái pháp có sự thực hiện tu tập thật, có sự giải thoát thật, chứ không phải là một cái pháp tầm thường do cái sự kiến giải bằng cách chưa tu mà nói ra những cái ý này, thì nó không hay chút nào đâu. Cho nên ở đây nói thì thầy bảo các con suy ngẫm cái lời thầy nói có đúng, khi mà mình thực hiện mình có thấy đúng không. Nếu mình thấy đúng có sự giải thoát thì lời thầy nói đúng, mà nếu không có sự giải thoát tức là lời thầy là kiến giải mà thôi, tưởng giải mà thôi. Cho nên khi ở đây mỗi một cái tâm niệm chúng ta khởi lên á, mà như vậy á, thì các con cũng như các thầy thấy á, nó là ác pháp vừa rồi á, thì Mật Hạnh có khởi lên một cái niệm cho nên mới xin phép thầy để mà mượn cái điện thoại gọi ra ngoài Hà Nội cho chính Đức về đây được nghe pháp. Là vì Mật Hạnh nghĩ rằng cái ơn của chính Đức đã giúp mình những thuốc thang bằng cái này cái kia, cho nên vì vậy mà bây giờ muốn trả một chút nhỏ ơn. Nhưng mà Mật Hạnh chưa thấy nhân quả cho nên vội vàng gọi chính Đức để vào đây được nghe. Thì hôm nay thì chắc chắn là chính Đức lo gói hành lý để mà lên tàu hỏa để mà vào Nam để mà nghe pháp. Nhưng mà đến đây không biết là có được nghe kịp hay không, hay là thầy cũng đã giảng hết rồi. Đó là cái nhân duyên của chính Đức mà thôi. Còn các người khác thì như bên nữ thì cũng có một số, rồi bên nam cũng có một số, mà không có đủ cái duyên mà được nghe pháp thì dù bây giờ có muốn cũng không được, có muốn họ cũng không nghe được. Cho nên họ có đủ phước thì nó sẽ có người hỗ trợ cho họ được nghe pháp. Cho nên chúng ta hãy bây giờ chúng ta hãy nỗ lực chúng ta tu, ngày nào đó những cái người đó họ do cái nhân quả của đời trước với mình như thế nào đó, thì bắt đầu đó mình tu xong rồi mình sẽ độ họ, mình sẽ dạy họ. Thì những người đó thí dụ như bây giờ thầy nói như cô Hạnh Minh, hoặc là cô Diệu Hồng, hoặc là Thúy Trang, hoặc là má nó, đều là có những người đều có gieo duyên với Phật pháp.
nhưng vì cái duyên Phật pháp đó chưa có sâu, cho nên nó chưa có thấy được cái chánh pháp, hễ hơi động một chút xíu là bỏ đi, tưởng là mình đã hay, nhưng mà không ngờ hiểu lạc một chút xíu là tưởng là mình rời khỏi nơi đây thì mình sẽ ở trong thất, nỗ lực tu tập thì chắc chắn được giải thoát. Còn ở đây thì bị lao động, bị làm này kia nọ thì nó không được giải thoát. Nhưng mà sự thật không phải đâu. Chính cái chỗ mà tu tập giải thoát mà bằng cái cụ thể thực á, thì như các con cũng đã biết rằng mình trực tiếp lao động, mà mình phải giữ độc cư như thế nào. Ở đây thầy phải nói rằng, thầy lưu ý, thầy để ý á, thì Từ Nguyện là một cái người mà tu tập giữ hành độc cư rất đúng. Bởi vì lúc mà thầy ra bếp nửa đêm mà thầy ra thầy phụ cứu á, thì đúng rất đúng giờ nó mới ra. Nhưng mà thầy thấy rằng ra đó, thì tức là nó không hỏi gì hết, cái chuyện gì của nó làm thì nó cứ nó làm thôi. Cho nên thầy thấy nó, đó là cái hành độc cư của nó. Cho nên hầu hết là các con cũng nên khi mà làm việc nên tập những cái hành độc cư như vậy. Đừng có thèm hỏi một cái gì hết, chuyện của ai nấy làm. Mình biết công chuyện đó là mình cứ làm thuộc lào công chuyện đó. Cũng như mấy ông thầy chùa mà tụng Bát Nhã vậy, họ thuộc lào rồi, họ nhắm mắt, họ không có nhớ gì, họ đọc lia lục lịa, nó cũng thuộc. Các con thấy khi mà đọc cái chú giảng sanh không? Họ đọc lia đọc lịa, họ đâu có nhớ đâu, mà họ đọc, họ không sai một chữ nữa. Đó nó lào rồi. Thì cái công việc của mình giữ độc cư là công việc làm nó cũng lao rồi. Cho nên cứ làm mà thôi, chứ còn không nói gì hết. Công việc của mình ra đó thì mình tiếp ngay công việc của mình làm, không hỏi gì hết. Mình thấy ai bỏ cái công việc gì đó mà có thể mình làm được thì mình cứ làm công việc đó thì mình làm. Thì như vậy là mình mới giữ trọn vẹn độc cư. Và do giữ trọn vẹn độc cư thì cái ác pháp nó không do cái kẻ hở đó mà nó sinh ra. Cho nên mình tu ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của mình sẵn tốt. Vì vậy mà ở bên Nam thì như các con thấy là mình giữ được cái hành độc cư, mình không có đến thức này thức kia thức nọ đó, thì đó tức là không có kẻ hở. Mà không có kẻ hở thì ác pháp không sinh ra. Mà cái ác pháp không sinh ra thì chúng ta đã giữ được thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp chứ gì. Mà nếu mà trong khi có một mình mà nó có kẻ hở, để cho kẻ hở nó sinh ra là tại vì mình thiếu cái pháp chánh niệm tỉnh giác định, mình thiếu tu cái pháp đó. Hay không các con thấy, nếu mà trong khi thầy ngồi đây thì thầy nương hơi thở, mà thầy xả ra thầy nương hành động, thầy quét sân thầy nương hành động, có mình thầy thì nó đâu có kẻ hở gì. Cái pháp chánh niệm tỉnh giác nó làm cho chúng ta ngăn chặn được các pháp ác không sao, phải không? Nó do cái pháp đó mà nó ngăn chặn được, vì chúng ta luôn luôn ở trong hành động, cho nên hành động đó nó làm cho cái niệm của chúng ta không khởi. Mà bây giờ chúng ta đến thất người khác là tức là kẻ hở để cho cái niệm ác nó sanh đó. Mình mở miệng mình nói chuyện là cái ác pháp sanh ra rồi đó. Chứ không phải vậy đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết được, chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hiện. Vì vậy mà thầy nói độc cư là bí quyết thiền định để mà chúng ta thực hiện được tạo giải thoát. Cho nên các con rời khỏi ra đây, các con nghĩ rằng mình sẽ độc cư cái gì. Nhưng mà khi mà ra rồi các con không độc cư được đâu. Bởi vì cái nhân duyên các pháp ở bên ngoài, thân thọ tâm pháp mà. Các con nhớ cái pháp sau cùng đó, mà nó làm cho các con bị trôi lăn ở trong các pháp ác, nó lôi cuốn các con ở trong các pháp ác. Khi mà ra rồi, ai mà ở trong tu viện, chúng ta thấy sống như thế này buồn lắm á, cô đơn mà có mình đâu có nói chuyện ai. Nhưng mà đi ra thì vui lắm. Nhưng mà các thầy thấy là khi mà vui đó thì pháp ác nó xâm chiếm các thầy, tan nát ở trong cái đầu của các thầy hết rồi. Cho nên pháp thiện nó để bị mất rồi đó. Cho nên nỗ lực tu tập, thầy thấy ở đây mặc dù lao động làm công việc, nhưng mà Từ Nguyện thầy tin rằng nó sẽ sớm đạt được cái kết quả rất tốt, là giữ được các giữ gìn được cái ác pháp không khởi không tăng trưởng. Và cách thức mà tu tập về cái niệm hơi thở thì nó cũng vững vàng lắm, vững vàng lắm, chứ không phải là vững vàng. Trước kia thì nó tu có những cái pháp nó tu sai, như là thiền sức hồn này kia là nó tu sai. Nhưng mà sau khi từ ngày mà nó về đây nó tu, nó được tin tưởng và nó nỗ lực, và qua nó giữ gìn đúng những cái hạnh, cho nên từ đó nó có yên ổn nhất là trong tâm của nó, thiện pháp nó tràn trề, nó làm cho ác pháp không có xâm chiếm. Do nương vào những cái hạnh như vậy mà chúng ta sẽ thấy được vậy. Có ví dụ như bây giờ thầy nói về cô Diệu Hảo chẳng hạn. Cái sự việc ở bên ngoài nó như vậy, chứ nó đập cô Diệu Hảo, nó làm cho cô cái tâm nó, cái ác pháp nó sẽ sinh khởi. Nó không đơn giản đâu. Cho nên nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Mà cô Diệu Hảo là người quyết tâm tu lắm đó. Cho nên thầy thấy từ 30 phút cô vẫn ngồi mà không tầm không tứ, là kể như là cô cũng xả hết mình rồi. Chứ nếu mà xả lơ mơ đó, cái tài sản của cô ở dưới đó, cái kiểu sống của cô là cái người biết làm kinh tế sống đó, rồi cái môi trường mà cô sinh ra nó cũng nhằm ở trên cái môi trường làm kinh tế sống nữa. Cho nên mà cô là một người biết tổ chức, mà cô dẹp bỏ mà cô tu tập được 30 phút không còn tưởng, là các con thấy cũng không phải là có chuyện thường đâu. Nhưng mà thầy thấy là cô tiếp tục mà cô xả tâm cô nữa thì từ 30 phút này cô sẽ đi vào thiền định một cách rất dễ dàng, không có khó khăn đâu.
nghĩa là chỉ cần xả thêm, tu tập đúng cái ác pháp và thiện pháp, ngăn chặn nó để tăng trưởng các thiện pháp, thì cô sẽ ra lệnh, cô Diệu Hảo sẽ ra lệnh, nó phá âm thanh, không còn nghe âm thanh, và nó phá các hành, nó ngưng hoàn toàn. Thì chừng đó cô sẽ làm chủ được sự sống chết của cô trong cái tứ thiền. Nó chỉ còn một bước nữa. Và hôm nay thầy giải pháp hành để cho các thầy thu ngắn được cái thời gian tu tập, biết được cái chỗ nào mình tu tập để cho nó thu ngắn cái thời gian. Cho nên thầy xác định trên cái sự thu ngắn thời gian đó, nếu mà cái sự tu tập của chúng ta từ lâu đã, nó đã thuần thục ở trong cái hơi thở rồi, mà hơi thở là cái pháp trợ duyên cho các pháp thiền định, mà đã thuần thục, đã quen với hơi thở rồi, mà bây giờ chúng ta đã xả được cái tâm, thì cái hơi thở đó sẽ nương vào mà tịnh chỉ tất cả cái gì mà chúng ta muốn. Nương vào hơi thở, bảo thân này phải thể hiện như thế nào thì nó sẽ làm như thế này. Đó thì những cái mà chúng ta sẽ sắp sửa bước vào những cái giai đoạn mới của cái những giai đoạn mới giải thoát của tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta thực hiện được tứ chánh tầng xong rồi thì con đường thiền định rất dễ dàng. Mà cô Diệu Hảo không phải là còn nhỏ tuổi đâu, nghĩa là cái sinh tử, cái luân hồi nó sắp sửa nó đuổi theo, cũng như là một cái người trâu, người chăn trâu mà họ xách cái cây gậy họ lùa cái bầy trâu vậy đó. Thì cái sự mà sinh tử nó cũng lùa chúng ta như vậy, nó lùa cho đi mau để mà mau chết chứ không có gì. Cho nên ở đây mà nếu mà rút tỉa từng những kinh nghiệm của nhau mà chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta đừng có nghĩ ra ngoài. Người ta có duyên thì sẽ có cái phước báo, cũng như chánh đức nó có duyên cho nên nó khiến cho thầy mật hạnh đi gọi điện thoại, chứ còn ai mà gọi làm gì. Cũng như vì cái duyên, cái nhân duyên của chân huệ, nhân duyên chân huệ như thế nào, là một người có phạm lỗi, biết sám hối, biết chừa những cái lỗi đó, do cái nhân duyên mà biết giữ gìn những cái thiện pháp, mà khi mà được giảng về cái các pháp này thì thầy nói ngay cốt là hãy cho chân huệ về đây tu tập, và hãy báo cho chân tịnh hay rằng mặc dù chân tịnh là một cái người không nghe lời thầy, phạm rất nhiều, không chịu sám hối, chừa bỏ, nhưng dù sao đi nữa chân tịnh cũng là người ở đây rất lâu đối với thầy, và cũng có công rất lớn đối với thầy. Đi từ chỗ này đến chỗ kia, chân tịnh chịu cực khổ chở thầy đi tới đi lui trong cái thời gian mà ở Phước Hải tổ chức những cái tu viện ở đó, thì chân tịnh là người rất cực khổ với thầy. Cho nên bây giờ là những cái giờ phút cuối cùng mà thầy dạy về cái giới hành đó, là phải trợ giúp cho chân tịnh nghe. Cho nên thầy nói cũng bây giờ ra cho chân huệ hay bảo về học tập, và cho chân tịnh biết để về, tùy duyên của nó, nhân quả của nó, chứ còn thầy không nghe. Nghĩa là đó là những cái mà có cái sự nhân duyên, bởi vì do cái sự mà biết sám hối, biết hối hận. Còn những người khác thì họ không có biết sám hối, biết hối hận, lẽ ra những cái lỗi lầm đó thì họ phải về sám hối với thầy sau một cái thời gian. Ví dụ như sau thời gian thì mình phải thức tỉnh chứ. Ví dụ như mình biết những cái đó, mình hờn giận trong bụng mình như vậy thì đó là cái sai, thì mình về sám hối với thầy. Con thấy trải qua thời gian vì cô Út cổ đập như vậy làm cho con thấy nó bực quá, cho nên lúc bây giờ con không có làm chủ động được mình, cho nên chưa đủ cái lực mà để mà trao dồi tu tập cái tâm của mình để cho giải thoát, cho nên con thấy con có cái lỗi để giữ ác pháp trong tâm của con, xin bây giờ con xin về sám hối với thầy. Thì khi mà sám hối như vậy đó, thì tức là trong cái giờ phút mà học những cái này thì làm gì thầy cũng nhắc cô Út là cho gọi về hết, bởi vì những người biết lỗi, biết cái lỗi của mình. Còn những người người ta chỉ cố chấp, người ta giữ gìn cái ác pháp đó, người ta cho rằng không lỗi, mà lỗi là tại cô Út, cho nên người ta không thấy. Chứ sự thật ra khi mà các con cũng như là mấy cô mà về đây tu tập, mắc mớ gì mà để làm cho giận hờn nhau làm gì? Nếu mà không phải con đường tu thì chúng ta đập phá nhau để làm gì? Vì con đường tu chúng ta nhắm vào cái chỗ giải thoát của tâm cái người mà tiến tới sự giải thoát, cho nên chúng ta mới đập phá nhau để chúng ta thấy được cái tâm giận hờn phiền não còn ác pháp trong tâm của mình, còn ghét còn thù, để cho mình biết. Nhưng mà sau thời gian các con thấy thời gian dài như vậy mà các cô không thấy được, không sám hối được, lẽ ra thì dù ở nơi đâu thì thời gian rồi nó cũng nguôi qua, nó cũng phải suy tư, rồi nó cũng phải thấy được cái chỗ. Còn đằng này thì các cô không thấy được, không về sám hối. Ít ra thầy nói như nào cũng phải về sám hối. Mặc dù bây giờ là cô Út nó không cho, nhưng mà con về đây con không dám, bởi vì ý của cô Út không cho con thì thôi, nhưng mà con về cũng xin sám hối. Sám hối của Út vì gì đó là cái lỗi lầm của con,
trước đó con không thấy, bây giờ con thấy thì con xin sám hối, xin Út tha. Nhưng mà chừng nào mà Út thấy được thì Út cho con trở về tu tập, mà chưa được thì Út phạt con. Thì bất kỳ con ở chỗ nào, con cũng luôn luôn con cũng mong một ngày nào mà Út thấy con biết ăn năn sám hối thì Út cho con về. Một lời nói như vậy thì chắc chắn là sớm muộn rồi thì Đào cũng sẽ được về. Đằng này nó không về xin sám hối, nó nhắn nhè, nó nói đầu này kia thôi. Nó về đây nó nói một lời nói rồi nó xin ra đi, chứ nó không xin ở mà nó xin ra đi. Bởi vì con làm lỗi cho nên con không dám ở đây nữa, Út chừng nào Út cho thì con ở. Thì như vậy rõ ràng là cái sám hối đó nó có một cái giá trị, tức là mình hồi tâm, mình thấy được cái chỗ sai. Mặc dù bây giờ nó đi ra nói gì nói, nhưng mà khi mà biết sám hối vậy thì bao nhiêu cái tội lỗi đó nó đều đổ xuống. Đâu thầy ví dụ cho các con thấy đó là nó tạo được cái duyên để mà tu học đúng chánh pháp của Phật. Còn không khéo thì bây giờ nó ngồi thiền, nó cứ nghĩ rằng, ở trong đầu thì nó nghĩ rằng mình cứ nhiếp tâm, mình ngồi như vậy là ức chế được cái âm thanh, rồi phá được các hành, thì tức là nhập định, rồi làm chủ được sinh tử vậy. Không bao giờ vô đâu các con, nếu mà không tu đúng tứ chánh cần thì không vô nổi đâu. Coi vậy chứ không đơn giản đâu, bởi vì đạo Phật. Còn nếu mà các con muốn mà vào được tịnh chỉ các hành hơi thở thì các con phải dùng tưởng, phải dùng mà là thần chú nè, phải dùng là mật tông nè, phải luyện những cái này thì các con sẽ đọc thần chú lên, các con biểu nó ngưng hơi thở thì thời mai nó ngưng đó. Mà nó ngưng trong cái tưởng chứ không phải là ngưng thật, chứ không phải là tu theo cái thanh tịnh tâm đâu, mà tu theo cái tưởng thì có thể làm được. Nhưng ở đây thì các con cũng hiểu rồi, do đó thầy nói bây giờ các con hãy lo cho mình đi, lo cho mình để rồi từng những người bạn quen thân của các con nó có đủ duyên thì các con sẽ đem cái pháp, đem cái pháp mà các con thực hiện được trong 6 tháng từ đây tới tới các con xong rồi thì các con cứu khổ mấy người đó cũng không khó khăn gì. Cái nhân duyên của các con nó có với những người đó thì các con nói họ nghe, họ biết cái lỗi cái sai của họ liền, thì do đó các con sẽ độ. Ở trong này thì các con thấy mình sống chung nhau là có nhân duyên rồi, mà có nhân duyên rồi thì từng đó mình nhắc cho họ nghe liền đó. Thì các con đừng có nghĩ xa vời mà hãy nỗ lực thực hiện những cái mà thầy dạy. Bây giờ phải cứu mình trước đi, đừng có nghĩ ai hết, đừng có lo hết. Họ có đủ duyên phước thì tức là nó có duyên thì cố sẽ gọi họ về, còn không có thì thôi. Cũng như họ có đủ duyên thôi mà hạnh gọi, mai mốt là để mà chính Đức nó chở con về Hà Nội để nó cất cái chùa cho con tu rồi. Lời thầy nói muôn năm nó còn ở trong băng này chứ đâu mất được các con, đâu có mất được. Do đó nó thành Phật ở Hà Nội chứ nó thành ở trên Trúc Lâm chứ đâu phải ở chùa Đồng. Con mai mốt làm tổ sư Trúc Lâm ở chùa Đồng chứ đâu phải ở đây đâu. Cho nên ơn nghĩa đó, gieo nhân quả đó. Cho nên chẳng qua những cái gì cũng đều do nhân quả mà ra mà thôi. Do mình tạo nhân quả tốt thì nó sẽ hưởng được cái nhân quả tốt, mà mình tạo cái nhân quả xấu thì nó sẽ hưởng cái nhân quả xấu mà thôi. Cho nên ở đây tùy theo cái nhân quả mà chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hiện tu tập trên con đường tu tập của mình. Nếu mà không thực hiện được cái nhân quả tốt để mà ngăn chặn các pháp ác á, thì con đường tu tập của chúng ta cũng khó. Bởi vì cái pháp tứ chánh cần rõ ràng là cái pháp mà tạo cái nhân quả thiện, chứ không có tạo cái nhân quả ác. Cho nên ngay từ cái pháp đầu tiên mà chúng ta tu tập thì như các con cũng đã thấy rằng đó là cái toàn bộ là chúng ta giữ gìn cái thiện pháp mà ngăn chặn và đoạn trừ các pháp ác, không có để cho các pháp ác sanh khởi ở trong tâm của chúng ta từng phút từng giây. Và đồng thời chúng ta có những cái loại thiền định, cái loại thiền định đó để mà chúng ta thực hiện được, ngăn chặn được các pháp ác và đoạn dứt các pháp ác, chứ không phải chúng ta không có pháp hẳn mà. Như vậy bây giờ các con đã thấy được, các thầy đã thấy được cái pháp mà của Phật dạy cụ thể và rõ ràng, thực hiện nó phải đi pháp nào, như thế nào rõ ràng để chúng ta đạt được cái tứ chánh cần. Thì đạt được cái tứ chánh cần thì ngay đó là tâm chúng ta có giải thoát rồi, giải thoát liền tức khắc, hàng giờ hàng phút hàng giây như thầy đã nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó rất rõ ràng, những vị a la hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng. Đó thì các vị thấy rõ ràng là ở các con cũng như các thầy đã thấy, gọi là một vị a la hán cái ý nghiệp nó thường vắng lặng, tức là đâu có cái niệm nào ở trong đó, nó phải thường vắng lặng chứ.
Còn mình cứ nghĩ cái này nghĩ kia làm sao gọi là vắng lặng đó. Mà ngữ nghiệp thì vắng lặng tức là miệng của mình, cái ngôn ngữ, ngữ nghiệp là cái ngôn ngữ của mình, có nói không? Không có nói, cho nên nó thường vắng lặng. Và cái hành nghiệp thường vắng lặng, cái hành nghiệp là cái thân hành của mình, nó thường nó vắng lặng, nó không có cái hành động ác ở trong đó, cho nên nó phải vắng lặng. Lại có chánh tri, chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn luôn. Luôn luôn lúc nào chúng ta, nó luôn luôn lúc nào mà chúng ta được vắng lặng như vậy á, thì cái chánh trí là cái trí sáng suốt của chúng ta như thế nào. Ở trong cái thiện pháp nó có cái biết chứ đâu phải là cái không biết. Cho nên cái đó gọi là chánh trí. Cũng như bây giờ tâm thầy nè, không sân, không si, không tham, muốn không khởi, ham muốn cái này, không nhớ, không nghĩ, không lo tất cả mọi cái. Thì ngay cái chỗ này thầy có ngủ quên không? Thầy có vô ký không? Đâu có vô ký, cho nên thầy còn chánh trí chứ. Thầy còn biết rất rõ chứ. Thầy còn thấy được cái thọ, cái thân của mình, cái tâm của mình, nó do cái chỗ mà ly dục ly ác pháp, nó có cái an lạc của nó chứ. Thầy biết rất rõ, cho nên đó là cái chánh trí của thầy chứ. Mà cái chánh trí đây là cái chánh trí gì? Chánh trí giải thoát. Ở trong thiện pháp là giải thoát rồi, chứ đâu phải là thiện pháp như thầy đã dạy đó. À, trước kia tu mà tứ vô lượng tâm đó, nó có được giải thoát không? À, lo kêu gọi Phật tử đóng góp tiền bạc, rồi ghi sổ ghi sách, rồi đi mua gạo, mua thóc, mua quần, mua áo, mua mì gói, rồi mua xà bông, bột ngọt, mua loại này loại kia đủ thứ để chúng ta đi làm việc từ thiện, bố thí cho những cái người bị nhà cháy, bị lửa, bị nước trôi. Thì tất cả những cái việc này họ có được cái tâm mà yên an ổn không? Mặc lo lắng suy tư ở trong này nè, bây giờ nó còn thiếu bao nhiêu, bây giờ ở cái khu đó nó như vậy làm bao nhiêu nhà, rồi bây giờ nó còn thiếu bao nhiêu, mỗi nhà vậy là phải cho nó người ta bao nhiêu, mỗi người phải lãnh bao nhiêu, mà do nó tính toán đủ thứ ở trong đầu của mình như vậy. Thì thử hỏi cái đó nó có vắng lặng không? Nó không vắng lặng. Mà việc thiện đó nó không vắng lặng như vậy thì nó đâu phải là giải thoát của đạo Phật. Cho nên chúng ta thấy một vị A-la-hán, tức là một người mà đã giải thoát, thì ngay khi mà chúng ta đâu có cần phải có tam minh hoặc là thần thông phép tắc gì, mà ngay khi cái ý nghiệp của chúng ta, cái ý của chúng ta không có khởi một cái niệm gì hết, vắng lặng. Cái ngữ nghiệp chúng ta không có nói gì hết, luôn luôn chúng ta làm mà chúng ta không nói gì hết, nó vắng lặng. Và cái hành động của chúng ta hàng ngày nó không có một cái niệm gì ác hết, không có cái sự việc gì động mà làm cho đau khổ chúng sanh hết, nó đó là nó đang ở trong vắng lặng. Chứ không phải là cái hành nghiệp vắng lặng là chúng ta ngồi như cái gốc cây, phải như vậy. Ở đây chúng ta nhằm ở trong cái ác pháp và cái thiện pháp, nhằm ở chỗ tứ chính cần mà chúng ta nói về một bậc A-la-hán. Cho nên ngay đó mà chúng ta đã giữ được những cái hành động như vậy thì tức là chúng ta là bậc A-la-hán giải thoát hoàn toàn đó. Nên luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta cũng được an ổn. Thấy chưa? Thấy giải thoát chưa? Thấy rõ ràng chưa? Thấy chúng ta là A-la-hán hay là không phải A-la-hán? Nhưng mà A-la-hán của chúng ta bây giờ nó chỉ có được một phút à, rồi cái bắt đầu đó nó trở thành phàm phu. Có không? Quý thầy có không? Bây giờ chúng ta không có gì hết, trong tâm có gì hết, nhưng chút nữa cái nó phàm phu liền á, nó không có kéo dài được cái trạng thái A-la-hán. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải có những cái pháp thực hành để cho nó kéo dài cái trạng thái đó, mà gọi là thiện xảo an trú ở trong cái định đó, cái định chánh niệm tỉnh giác đó. Thiện xảo an trú trong cái định vô lậu đó, đó là thiện xảo, chứ không phải đợi sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền mình mới thiện xảo trong đó. Mà cái định chánh niệm tỉnh giác, mà cái định vô lậu, chúng ta vẫn thiện xảo để mà chúng ta kéo dài cái trạng thái không ác pháp, thiện pháp này, thì đó là thiện xảo chứ. Thiện xảo là khéo léo để cho tâm chúng ta an trú mãi ở trong đó mà không có một cái ác pháp khởi ra, thì đó gọi là thiện xảo. Cho nên cái gì mà chúng ta muốn kéo dài được, cái tăng trưởng được cái điều đó là phải có sự khéo léo, phải có sự thiện xảo ở trong đó thì chúng ta mới được an trú trong đó. Mà cái thiện xảo, cái khéo léo đó là chúng ta phải tùy theo ở cái khả năng và đặc tướng của mình để cho mình thiện xảo, mình khéo léo nó mới kéo dài được cái trạng thái giải thoát. Còn nếu mà mình không thiện xảo, không khéo léo thì mình không có được giải thoát. À, trong cái cảnh mà yên tĩnh như quý thầy ở phía sau đó thì cảnh đó là cảnh rất vui đối với A-la-hán. Nhưng mà cái người mà ham cái chuyện đời ấy, thì cái cảnh mà yên tĩnh thanh vắng ở khu sau đó thì coi như là cái địa ngục của quý thầy. Trời ơi, nó buồn quá trời, gì mà nghe nó vắng lặng, gì mà nó nghe nó không ai nói chuyện hết, nhìn cái đám cây cũng như cái rừng ở trong rừng như vậy, các thầy thấy buồn khổ quá, thôi xách cuốc đi dãy làm cỏ hoặc là đi làm cái này cái khác, hoặc là kiếm sách kiếm báo nằm đọc cho nó vui,
Thì như vậy rõ ràng là quý thầy đã phá cái cảnh thanh tịnh nơi tâm của quý thầy. Cho nên cái cảnh mà thanh tịnh vắng lặng như vậy đó là rất vui đối với vị A-la-hán. Người mà gọi là A-la-hán á, thì người ta sống trong cái cảnh mà thầy đã đặt cho quý thầy ở đó. Đó là cái cảnh rất vui cho quý vị. Còn cái người mà thấy cái cảnh này nghe nó buồn khổ quá, cho nên lợi thất người này nói chuyện, lợi thất người kia nói chuyện để cho vui á, thì thôi thôi, thật sự ra thì sống giữa chợ đi cho xong, chứ còn sống trong cái cảnh này thì đâu có phải. A-la-hán thì người ta sống trong cái cảnh vắng lặng như vậy. Nhưng người đời thì chẳng ưa thích. Trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán thì lại tránh xa. Cho nên cái cảnh mà dục lạc của thế gian, ồn ào vui chơi, xe cộ chạy qua chạy lại, thế này thế khác, ăn uống ngủ nghỉ rồi đó, thì đó là cái cảnh của thế gian. Còn cái cảnh của A-la-hán tránh xa từng cái ăn uống ngủ nghỉ gì, họ cũng tránh xa hết. Họ sống thanh thản yên lặng của đời sống của họ, trầm lặng ở trong cuộc sống của họ, đó là một bậc A-la-hán. Thì cái phần mà tu tập hôm nay nó về mà tứ chánh cần á, thì chúng ta phải biết rằng cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta phải sống trong cái cảnh mà tạo cái cảnh nơi tâm của mình cho được yên lặng. Nó không có cảnh đó thì chúng ta phải tạo cho cái cảnh đó nơi tâm của mình để cho nó được sống trầm lặng, sống cô đơn, không nói chuyện gì nữa. Thì như vậy là cái ưa thích của một cái người, nếu mà chúng ta ưa thích cái cảnh đó thì tức là chúng ta là bậc A-la-hán. Mà chúng ta chưa có ưa thích cái cảnh đó thì chúng ta chưa phải là bậc A-la-hán. Như vậy là chúng ta tiếp tục, để mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần thì chúng ta cần phải ưa thích cái cảnh mà yên tịnh. Cho nên do một cái nhân duyên mà các con ở bên nữ, các con đã mất đi một cái cảnh yên tịnh để rồi tiếp xúc cái cảnh đặc. Nhưng tiếp xúc cảnh động thì các con lại nỗ lực hơn, tích cực hơn, cho con khéo rồi các con sẽ ở trong cảnh tịnh, mà rồi sanh ra làm việc này việc khác để cho nó bớt cô đơn, để làm cho nó vui, hoặc là đến thất này nói chuyện, đến thất kia nói chuyện. Thì ở trong cảnh tịnh mà lại động thì nó không có nghĩa lý gì. Cho nên ở trong cảnh tịnh mà tỉnh tịnh phải sống một mình, không nói chuyện với ai, thì cái tịnh nó lại càng thiên tịnh. Nó sống lại với nội tâm của mình, nó xa lìa toàn bộ các ác pháp. Thì như vậy mới là cảnh tịnh. Ở đây thì khi mà chúng ta mà thắng lại mình, tức là ngăn chặn được ác pháp, không có cho nó tăng trưởng và đoạn dứt nó được, thì kinh Pháp Cú dạy như thế này: thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt. Cái câu kinh Pháp Cú này rất hay, là vì mình thắng được cái tâm của mình ham vui, thắng được cái tâm chạy theo dục lạ, thắng được cái tâm mà không cho nó khởi niệm do cái chánh niệm tỉnh giác định, do cái định vô lậu, mà mình chiến thắng hoặc cái định niệm hơi thở mà mình không cho các niệm nó khởi vào, tức là mình đã tự thắng mình. Còn mình để các niệm nó xen ra xen vô thì đó là mình không có thắng mình được rồi. Mà không có thắng được mình thì nó không phải là chiến công quân liệt. Thứ nhất, cho nên thắng ngàn quân địch chưa gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân liệt. Thì hôm nay các thầy đã, các con đã thấy được cái sự chiến thắng nơi nội tâm của mình mới là sự chiến thắng. Không phải là mình đi đánh lộn người ta, mình đánh hơn người ta mình là chiến thắng đâu. Mình đánh một mình đánh 10 người, 100 người chưa phải là chiến thắng đâu. Mà mình thắng được nội tâm của mình, không cho ác pháp sanh khởi, không cho nó tăng trưởng, đó là một chiến công quân liệt nhất, mình thắng mình. Câu kinh Pháp Cú Kế dạy: tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Tham là ác pháp mà, cho nên mình luôn luôn mình phải giữ gìn rất là nghiêm chỉnh. Mà giữ gìn nghiêm chỉnh ở đây mình có pháp chứ đâu phải là không pháp. Mình sao mà mình sợ, mình nói giữ nghiêm chỉnh là danh từ giữ, rồi mình biết giữ nó sao. Còn ở đây mình có pháp nè, có pháp giữ nó nè, chánh niệm tỉnh giác mình có pháp giữ nè, định vô lậu mình có pháp đoạn nè, dứt nó nè, hơi thở mình có pháp giữ nó nè. Rõ ràng là mình có pháp để mình giữ nó, cho nên mình sẽ chiến thắng được. Mình đi đánh trận mà mình có đủ binh thơ đồ trận, mình có đủ mưu kế, mình có đủ vũ khí tối tân thì mình phải thắng trận rồi. Mà đây mình tu hành, mình có đủ pháp để cho mình tu tập thì mình phải thắng rồi, chứ đâu phải là mình tu mà như không có pháp. Từ lâu tới giờ thì thấy các thầy cũng đi tu theo Phật, nhưng mà sự thật ra các thầy không có
không có ngay cái mặt trận của nội tâm mà quý vị thắng. Quý thầy tu tập ở đâu xa không à, chứ không có thắng tâm mình. Bắt đầu ví dụ như mình tu cái thiền tâm độ thì mình biết vọng liền buông, mình buông để làm gì thì mình cũng vừa biết cái mục đích buông để làm gì. Còn ở đây á, mình thắng nó là mình thắng ác pháp, thắng được cái nội tâm của mình không cho khởi ác pháp, mà mình có những cái pháp để mình tu nó. Còn cái kia mình cứ giữ tâm mình mà mình không biết cách giữ như thế nào để cho niệm thiện niệm ác mình có. Nó thì cái sự tu tập của mình á, nó phải có pháp, mà nếu không pháp thì đó làm lời nói suông. Nó thì hôm nay qua hai cái câu pháp cú á, mình thắng ngàn quân địch không bằng thắng tự mình, mà mình tự thắng mình dễ dàng hơn là thắng kẻ khác. Mà muốn thắng mình á, thì luôn luôn phải ngăn chặn không cho các ác pháp sinh khởi, không cho nó tăng trưởng, thì tức là mình đã chiến thắng được nội tâm của mình. Thì trên cái bước đường mà tu tập, chúng ta đã có pháp, đã biết cách, thì chúng ta phải nỗ lực, phải thực hiện cho nó sâu, cho nó thâm sâu, để kéo dài từng giờ này đến giờ khác. Như vậy bây giờ thì hầu hết là các con và quý thầy cũng đã rõ, thì hàng ngày chúng ta phải tinh tấn nỗ lực. Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn chẳng bằng chỉ sống một ngày mà hăng hái tinh cần. Ở đây thầy muốn nói về tứ chính cần. Dù bây giờ các thầy mà sống tu có cầm chừng gì nữa, thì dù là tu tứ chính cần mà cầm chừng gì nữa, thì chẳng bằng người ta sống trong một ngày mà người ta hăng hái, người ta nỗ lực, người ta dưới một ngày một đêm không có một cái niệm ác sinh vô. Còn quý thầy cứ để cho lát có cái niệm này xảy ra, có lát nữa có niệm khác ra, thì bây giờ có sống trăm tuổi nữa cũng bằng người ta sống trong một ngày. Bởi vậy thầy nói 3 tháng, 6 tháng là xong. Còn nếu quý thầy không nghe lời mà quý thầy tu cái kiểu của quý thầy thì bây giờ nó 10 năm sống thêm trăm tuổi nữa, bây giờ là 40, 30 tuổi rồi mà sống thêm 100, 200 tuổi nữa cũng chẳng đi tới đâu hết. Nghĩa là tu kiểu đó không bao giờ tới đâu. Phải, người ta nói phải miên mật. Phải miên mật là như tường đồng vết sắt, không có kẻ hở cho nó lọt vào. Ác pháp không có được sanh khởi, không được tăng trưởng, không có được lọt vào ở trong cái chỗ cái tâm của chúng ta. Toàn là thiện pháp. Nghĩa là chúng ta phải miên mật, phải kín đáo, phải như tường đồng vết sắt, không có kẻ hở. Còn như vết liếc như vậy thôi rồi thì tâm của quý thầy bây giờ mà tu chế tứ chính cần á, thầy nhìn như là cái tấm liếc của chúng ta đây thôi. Nghĩa là nhìn ra ngoài thấy ở ngoài hết rồi. Thì ở ngoài nó lọt vô biết bao nhiêu chỗ nào lọt. Cho nên tu như vậy thì biết đời nào mà cho. Cho nên phải nỗ lực thực hiện là tâm mình kín đáo, nghĩa là từng phút từng giây nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, định hơi thở liên tục ở trong những pháp này mà chúng ta nỗ lực kéo dài để giữ ác pháp không cho sanh khởi, nghĩa là không cho nó kẻ hở mà nó lọt vào trong tâm chúng ta. Đó là chúng ta đã chiến thắng đó, chúng ta đã chiến thắng được tâm mình. Còn nếu mà để cho nó kẻ hở mình lọt vô là quý thầy tu không biết chừng nào. Mà đầu đây thì các thầy sẽ thấy rằng trong cái thời gian gần tới đây thì các thầy phải làm những cái việc lợi ích cho mọi người, chứ không thể mà cho nên phải ráng nỗ lực hết sức đi, để rồi tâm như tường vách sưng sưng không kẻ hở, từ đó các thầy sẽ thấy sự giải thoát tới với các thầy. Hãy gấp rút làm những việc lành, chế chỉ tâm tội ác, hãy biến nhát việc lành, giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Đó là cái câu gấp cứu dạy cho quý thầy đó, nghĩa là bây giờ phải gấp rút giữ gìn cho tâm mình luôn luôn nó là thiện, không được các phá ác nó xen vào, chế chỉ tâm tội ác của nó, tâm các phá ác nó không có cho nó xen vô, mà hễ biến nhát lười biến một chút á, bởi vì ở đây á, nó phải là tinh tấn rồi, nó phải siêng năng rồi, cho nên tứ chính cần là phải siêng năng tinh tấn tu tập, chứ còn lười biến thì không thể nào mà có thể phá ác nó không xen vô. Mà hễ lười biến thì với cái việc mà ngăn chặn các pháp này á, thì việc lần này á, thì giờ phút nào thì tâm nó sẽ duyên theo các pháp giờ phút này, nó sẽ khởi lên. Và như vậy thì chúng ta không bao giờ mà thực hiện được cái sự giải thoát của chúng ta. Nếu đã lỡ làm ác chớ nên thường làm hoài. Nếu nó lỡ nó sanh ra một cái niệm nào trong đầu thì chúng ta nỗ lực khắc phục, từ đây về sau phải chặn đứng, không có cho nó sanh lên nữa. Đó là thì chúng ta mới có sự quyết tâm, nhiệt tâm như vậy á, thì nó mới có thể hết. Chứ còn nếu mà không có nhiệt tâm, quyết tâm gì thì nó không hết. Chứ vui mà làm hoài, chứ thấy nó như vậy mà dễ dãi rồi để nó cứ nó ra vô hoài ở trong cái tu tập của mình đó, thì như vậy là không bao giờ hết. Hễ chữa ác nhất định phải thọ khổ. Hễ mà có cái tâm mạnh ra vô như vậy thì quý thầy sẽ thấy khổ. Các con cũng bên nữ, các con cũng biết mà nó sẽ khổ đó, chứ không phải khổ. Nếu đã làm việc lành hãy nên thường làm,
làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định là hưởng sự giải thoát, tức là họ làm. Ở trong câu pháp kinh Pháp Cú này dạy như vậy đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải nỗ lực thực hiện những cái điều lành để mà luôn luôn tâm chúng ta được lành, thì chúng ta sẽ thọ được những cái quả an lành. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo gì cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn, từng khi ít mà nên. Nghĩa là chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng ngày nay mình chỉ có một lần nó khởi cái niệm ác ở trong đầu của mình, tức là một cái niệm nào thương ghét thôi. Chứ thầy cũng nói đừng có nghĩ rằng chúng ta nghĩ chúng ta giết người gọi là ác đâu, mà đây là khởi một cái niệm thương nhớ hoặc lo gì đó, thì nó cũng đủ rằng đó là một cái giọt nước nó nhỏ. Mà ngày ngày mà nó nhỏ như vậy thì cái bình nó cũng sẽ đầy. Cho nên kẻ ngu phu á, sở dĩ đầy tội ác là bởi chứa dồn từng đi một ít, nghĩa là ngày chút. Cho nên chừng đó cái tâm của chúng ta đến lúc của nó, người ta nói tiếng nói cái nó sân lên liền, nó tức giận nó lên liền, nó không có vui vẻ được, do chúng ta chứa từng chút cái niệm ác nhỏ nhỏ, cái niệm khởi nhỏ nhỏ đó. Mà cho đến khi đụng chuyện thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta chẳng có giải thoát được chuyện đó. Đó là cái quan tâm, cái lưu ý của chúng ta. Cho nên hàng ngày thật sự ra quý thầy không có lưu ý đến cái niệm nhỏ nhỏ, tưởng nó không có cái gì, nó đâu có làm cái gì trong chúng ta phiền não giận hờn đâu. Nó khởi cái niệm nó thôi chứ có gì đâu. Nó thương, nó nhớ, nó ghét, nó hoặc cái gì nó cũng đâu có gì mà khổ cho mình đâu. Nhưng mà cứ lần chút vậy chứ mà nó đầy bình đó. Mà khi đầy bình chừng nào chúng ta biết nó đầy không? Khi mà người ta nói một cái lời nói gì nó không hợp với mình, nghe nó mình tức đó, đó là nó đầy bình đó. Nó đầy bình nó mới tức, nó chảy ra đó, nó tràn ra đó. Còn nếu mà nó đã cạn, nó đã hết sạch rồi thì nó không tràn ra chút nào hết. Ai nói gì nó chửi mình gì chửi mình như cục đất đó, đó là nó đã cạn hết. Còn bây giờ nó đầy bình, nó nhiễu đầy hết rồi. Cứ một ngày thì nó có một niệm ác là nó đã nhỏ vô cái bình tâm của quý thầy, nó chứa trong đó. Cho nên không ai động tới thôi, mà động tới một cái là các thầy nhảy nai lên liền đó. Như một con cọp dữ chưa nhịn ai được ai đâu, chưa nhận được. Nó chưa đúng lúc, chưa đúng lúc rồi thì các thầy lộ ra cái tướng sân của các thầy dữ tợn. Là vì những cái niệm đó mà nó đã nhỏ vào trong cái bình của quý thầy. Chớ khinh điều lành nhỏ, nghĩa là hàng ngày mình coi thường cái việc lành của mình, tức là mỗi cái niệm ác nó khởi ra thì cái lành nó sẽ mất đi. Cho nên chúng ta đừng có khinh cái chuyện mà giữ gìn cái niệm ác đó thì cái niệm thiện nó mới tồn tại, nó mới giữ được. Cho nên nó mới có cái niệm thiện. Do đó chúng ta coi thường cái niệm thiện, cho nên chúng ta để niệm ác xuống vô. Chứ nếu mà chúng ta không có khinh thường cái niệm thiện nhỏ này á, thì chẳng bao giờ mà chúng ta có cái quả báo nào. Tức là người ta chửi mình như cục đất liền. Chẳng đưa lại quả báo cho ta, nghĩa là mình thấy rằng cái việc nhỏ này nó đâu có đem đến cái phước báo cho mình đâu. Phải nói rằng giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn, từng ít từng khi ít mà hơn. Nghĩa là mình cố giữ gìn đừng cho cái ác pháp chen vào, thì cái thiện pháp nó cứ một ngày một chút, ngày một chút, cho đến khi nó toàn diện thì lúc bây giờ chúng ta mới thanh tịnh toàn thân. Ngày chúng ta giữ nó đừng cho chen vô, thì ngày bữa nay nó cũng được vậy, ngày mai được vậy, ngày mốt được vậy, rồi một tháng được vậy, rồi hai tháng được, ba tháng được vậy, thì luôn bây giờ ba tháng được vậy là cái bình của chúng ta nó đã đầy rồi, đầy thiện pháp. Mà đầy thiện pháp thì nó đủ cái quyền lực để mà chúng ta sai khiến được cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng hàng ngày chúng ta tu tập cái này mà chúng ta sẽ đạt được cái thiền định rất là vĩ đại. Đó là những cái bài kinh pháp cú Phật đã dạy như vậy. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà dại, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm ác như ngược gió tung bụi. Câu kinh pháp cú này thì nó nói cái trong cái vấn đề là mình đem cái ác ý của mình xâm phạm đến người khác, đây là quá thô rồi. Đây là những cái ác nó thô chứ không phải còn vi tế ở trong tâm của mình. Mà sự thật ra thì như ví dụ như cái bình mà mỗi ngày nó có một cái niệm ác nó nhỏ vào, mình coi thường, cho nên cái công phu tu của mình nó không kết quả. Mà mình coi thường cái sự mà những cái việc giữ gìn cho cái tâm nó kéo dài cái trạng thái thiện, mình coi thường nó để cho ác pháp xen vào, thì cái kết quả nó cũng chẳng ra gì. Mà mình coi trọng về cái thiện pháp, mình cố gắng giữ gìn cho miên mật, thì cái ác pháp không có sinh khởi, càng
toàn thiện pháp. Thì như vậy thì không có mình sẽ được cái sự giải thoát hoàn toàn, mà không bị cái thô của ác pháp. Cái thô của ác pháp có nghĩa là như người mà ngược gió mà tung bụi, nghĩa là mình đứng ở dưới gió, gió thổi ở trên thổi xuống mà mình tung bụi thì bụi nó sẽ rớt vào mình hết. Nghĩa là hằng ngày. Cô hỏi thầy á, chính là thầy tại sao gọi là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thánh định, tứ như ý túc? Nghĩa là tại sao mà những cái danh từ ở trong kinh điển của Phật người ta gọi cái tên đó gọi là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ như thánh định, tứ như ý túc? Thì ở đây thầy sẽ trả lời coi như trả lời cho cô Diệu Quang, tức là trả lời chung cho quý thầy. Để không khéo cái tên mà trong kinh sách mà Phật đã đặt cái tên cho cái pháp môn của mình để dạy người ta tu, thì cái tên đó nó phải xứng hợp với cái hành động tu tập, chứ không phải là thiếu cái hành động tu tập ở trong cái tên đó thì cái tên nó không có nghĩa lý. Đáp: tứ chánh cần là pháp môn giải quyết tâm con người thoát khổ đệ nhất, nên người tu sĩ phải chuyên cần siêng năng tu tập từng giây từng phút từng giờ, không được dễ dãi lơ đễnh lười biếng. Nghĩa là trong cái pháp mà cái mang cái tên nó là tứ chánh cần, nó chứng tỏ rằng phải cần mẫn siêng năng tu tập, cho nên nó có cái tên là cần. Mà chánh tức là thiện pháp, cho nên luôn luôn lúc nào cái pháp đó nó cũng có cái phải thấy là cái sự tinh tấn siêng năng ở trong đó rất nhiều. Nếu mà cái người tu mà thiếu sự siêng năng tập luyện cái pháp này á, thì cái đạo giải thoát nó không có đến cái người mà tu tập, cái hành giả mà tu tập. Cho nên về cái pháp tứ chánh cần á, là cái pháp nói cho cái người tu mà mới bắt đầu tu á, thì phải siêng năng hết sức mình, luôn luôn lúc nào giờ nào phút nào cũng phải siêng năng. Cho nên nó cái tên nó là cần, chánh cần, cần tu tập ở trong một cái chánh pháp, mà cần phải rất là cần thiết, cần cũng phải là siêng năng. Ở đây giải thích từng chữ để cho cái tên đó, thì như giải thích nó thì chữ tứ là bốn, chánh cần là siêng năng, cần mẫn trong cái sự chân chánh, chứ không phải là trong cái tà pháp. Siêng năng trong cái sự chân chánh, chứ không phải siêng năng ở trong cái sai, cái không đúng. Cho nên nó là chánh cần. Tứ chánh cần gồm chung ba cái chữ này lại để mà giải thích cái nghĩa của nó. Thì tứ chánh cần là bốn pháp chân chánh cần phải tu tập siêng năng, không có được biến thể. Nó là giải thích từng chữ để chúng ta hiểu cái tên của nó, để mà chúng ta biết là nó cái pháp nó quan trọng như thế nào. Tại sao các pháp khác không gọi là cần mà ở đây chỉ có tứ chánh cần gọi là cần? Bởi vì chính chúng ta là mang một cái tâm niệm tham sân si, tức là ác pháp. Cho nên hàng ngày chúng ta không siêng năng cần mẫn mà tu tập cái này thì các ác pháp kia nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta khổ sở. Do cái chỗ mà tu tập này thì chúng ta phải siêng năng, hết sức siêng năng. Vì vậy bắt đầu như thầy đã trả lời, người mới bắt đầu tu theo đạo Phật thì phải tu cái pháp tứ chánh cần là cái pháp đầu tiên. Mà thời nay thì người ta không có hiểu nó, cho nên người ta không có tu tứ chánh cần, mà người ta tu niệm Phật, người ta tu thiền hơi thở, người ta tu thiền biết giọng liền buông, hoặc là tham thoại đầu công án. Người ta tu cái đó thì nó không đúng cái chánh pháp của Phật. Vì cái pháp mà chuyên cần siêng năng hàng ngày mà nỗ lực tu tập, đó là tứ chánh cần. Nó làm cho chúng ta bắt đầu vào, như thầy đã dạy á, bắt đầu vào tu ngay liền tức khắc là chúng ta đã thấy cái sự giải thoát nơi thân và tâm của mình. Chứ không phải tu đợi một năm, hai năm, năm, mười năm sau mới thấy sự giải thoát, nó mới hết là tham sân si. Mà ngay cái chỗ chúng ta bắt đầu tu á, là chúng ta đã giải thoát khỏi tham sân si. Nào bây giờ để giải thích thêm cái pháp nữa mà như cô Diệu Quang đã hỏi á, tứ niệm xứ. Vậy tứ niệm xứ là gì? Ở đây thầy giải thích từng chữ để chúng ta thấy được cái chỗ tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là nhớ, là suy tư, là pháp.
các thầy nhớ rằng chữ niệm á, là nghĩa là mình nhớ, nhớ là niệm. Ức niệm là nhớ lại, còn chữ niệm đây có nghĩa là nhớ, là suy tư, mình suy nghĩ một cái điều gì đó gọi là suy tư. Mà nó còn có cái tên nữa, cái chỗ mà niệm nó còn có cái tên nữa là pháp. Hầu hết thì người ta chỉ biết cái danh từ chữ niệm là nhớ, là ức niệm, là suy tư, là suy nghĩ đó. Còn cái niệm mà họ nghĩ ra cái pháp thì chưa có ai nghĩ, chưa có người nghĩ nó là cái pháp. Cái chữ niệm này có ít người mà hiểu nó là cái nghĩa là pháp. Ở đây vì cái kinh nghiệm tu hành trải qua trong cái thời gian tu tập, thầy đã hiểu được chữ niệm này là cái pháp, chứ không phải là nhớ hoặc là suy tư. Mà nhớ là suy tư, nó là pháp. Xứ là gì? Xứ là nơi, chốn, chỗ. Chữ xứ nó chỉ cho cái nơi, cái chốn, cái chỗ. Gồm lại tứ niệm xứ là bốn cái chỗ đặt pháp môn tu tập cao dồi, làm cho bốn chỗ đó được thanh tịnh, trở thành giải thoát, không còn ô nhiễm các pháp thế gian, nên có tên gọi là tứ niệm xứ. Nghĩa là tứ niệm xứ nó không phải là nó không phải là một cái pháp môn để cho chúng ta tu tập, mà nó là bốn cái chỗ để chúng ta dùng các pháp môn khác, các thiền định khác, mà để chúng ta tập luyện bốn cái chỗ này cho nó thanh tịnh. Vì trong thân của chúng ta, trong thân và ngoài thân của chúng ta không ngoài bốn cái chỗ này. Thân thì cũng chúng ta thấy rõ ràng là cũng là nơi thân của chúng ta, rồi thọ là cái cảm giác, rồi tâm của chúng ta, rồi các pháp xung quanh chúng ta. Tất cả từ thân cho đến các pháp ở trong vũ trụ đều là nằm ở trên bốn cái pháp này. Cho nên muốn cho được thanh tịnh cả nội thân tâm của chúng ta và thế giới, các pháp ở trong thế gian này đều được thanh tịnh, thì không ngoài bốn chỗ này mà tu tập. Chứ không phải tứ niệm xứ là một cái pháp môn dùng để mà chúng ta tu tập cho được giải thoát. Nó giải thoát cái gì? Nếu mà lấy bốn niệm xứ này mà tu tập để giải thoát thì giải thoát cái gì? Vì bốn niệm xứ là cái nơi để mà chúng ta tu tập bốn cái nơi đó cho thanh tịnh, tức là làm cho bốn cái nơi đó được giải thoát. Có hiểu được vậy mới là hiểu được tứ niệm xứ. Bây giờ để trả lời cái danh từ tứ thánh định mà cô Diệu Quang đã hỏi. Tứ là bốn, thánh là bậc trong sạch, thanh tịnh, không còn nhiễm ô thế tục, dính mắc dục lạc thế gian nữa. Chữ thánh ở đây thì phải chỉ cho những cái người mà tâm, thân và tâm của họ trong sạch, không có còn nhiễm ô của những cái dục lạc của thế gian, nó không còn dính mắc những cái ham thích của thế gian nữa, thì cho nên gọi là bậc thánh, gọi là thánh. Cho nên cái tên của nó để chỉ cho chúng ta để đi vào trong những cái bậc thánh, cho nên cái pháp đó giúp chúng ta trở thành những cái bậc thánh thanh tịnh, thanh tâm như vậy. Định là gì? Định là sự bất động của tâm. Đó, mình phải hiểu định là cái sự bất động của tâm, sự yên lặng của thân tâm, sự vắng lặng của không gian, sự ngưng hoạt động trong thân và sự thanh tịnh của tâm. Để giải thích cho chúng ta hiểu từng những cái danh từ để xác định được cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Cho nên định là sự bất động của tâm, sự yên lặng của thân tâm, sự vắng lặng của không gian, sự ngưng hoạt động trong thân và sự thanh tịnh toàn bộ của tâm. Tứ thánh định là pháp môn của bậc thánh đạt được sự thanh tịnh, yên lặng, vắng lặng và bất động các hành nơi thân, thọ, tâm và các pháp. Thì nơi thân, thọ, tâm và các pháp đó là tứ niệm xứ đó. Một cái pháp nó làm cho thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta thanh tịnh, bất động. Đó là cái pháp mà tu tập làm cho bốn cái chỗ này nó trở thành thanh tịnh. Đó mới gọi là tứ thánh định. Tứ như ý túc nghĩa là gì? Tứ là bốn, như ý là theo ý muốn của mình, túc là đủ, đầy đủ.
Tứ như ý túc là pháp môn thực hiện tâm muốn điều gì thì thực hiện đầy đủ điều ấy mới gọi là tứ như ý túc. Thì nói đến tứ như ý túc á, là chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm ngay được cái đó. Thí dụ như bây giờ là một người mà thế gian ham tiền ham bạc á, thì cái người mà có tứ như ý túc á, thì họ chỉ hướng tâm, họ ra lệnh thì ngay đó là một đống tiền, đống vàng rất lớn trước mặt họ có liền. Lòng họ muốn cái gì là đạt ngay cái nấy, chứ không phải là khó khăn đối với họ. Muốn cho có một bữa ăn ngon, đầy đủ những thực phẩm cao lương mỹ vị, thì ngay cái ý muốn đó thì cái người mà tu tứ nhĩ túc đó, họ chỉ cần ra lệnh là ngay tức khắc đã có một mâm thực phẩm rất là đầy đủ, không có thiếu món gì, cao lương mỹ vị, không có thiếu món gì hết. Cho nên gọi là tứ nhĩ túc. Muốn như thế nào thì cái tâm của chúng ta và cái thân của chúng ta sẽ làm ra được những cái đó, cho nên gọi là như ý túc. Cho nên nó có những cái tên để xứng hợp với cái việc làm của nó, với cái việc tu tập của nó. Nó làm chúng ta đạt được cái ý muốn của chúng ta như vậy. Cho nên cái tên nó như vậy, thì cái việc làm nó cũng phải đạt được như vậy. Sau học được những cái danh từ, tên của các pháp, thì bây giờ cô Út và cô Diệu Quang sẽ hỏi thầy tiếp. Kính bạch thầy, tại sao người ta gọi là tứ thánh định là thiền tiểu thừa, thiền phàm phu, thiền ngoại đạo? Đáp: nói về tứ thánh định là một loại thiền định rất đặc biệt, mà từ xưa trước khi chưa có đạo Phật cho đến bây giờ chưa ai thông hiểu cách thức tu tập cơ bản của nó, và cũng không có một học giả nào tưởng giải ra được, trừ Đức Phật. Ngài đã phát hiện ra được cách thức tu tập về loại thiền định này cụ thể và rõ ràng, nhưng các nhà học giả không có tu tập thực hành, nên những lời dạy của Đức Phật các ngài không tưởng giải ra được. Vì thế các ngài lập luận quăng ném nó ra ngoài kinh điển phát triển đại thừa, nghĩa là họ cái ném cái bốn thánh định này, tứ thánh định này ra khỏi ngoài cái kinh sách phát triển, kinh sách đại thừa. Cho nên hầu hết kinh sách đại thừa không có nhắc đến cái tên tứ thánh định, không có nói đến cái tứ thánh định, mà chỉ nói những loại thiền định ngoài cái bốn thiền định này. Vì những nhà viết kinh đại thừa không sao giải thích tứ thánh định được, nên họ bịa đặt ra cái tên tiểu thừa thiền, phàm phu thiền, và độc ác hơn nữa họ gọi là thiền ngoại đạo đó. Thì các thầy cũng thấy rằng những cái danh từ này đều là do những cái nhà học giả mà chúng ta thường gọi họ là những bậc tổ sư đó, thì họ không có triển khai nổi cái tứ thánh định là một cái loại thiền rất là đặc biệt. Mới bắt đầu vào thì như quý thầy biết rằng, khi mà chúng ta muốn nhập được cái sơ thiền á, thì chúng ta phải tu hết sức biết bao nhiêu cái loại pháp môn như tứ chánh cần, chánh niệm tỉnh giác định, rồi đến cái định vô lậu. Đó là cái phần để tu tập ngăn chặn ác pháp và lòng ham muốn của mình. Còn cái phần mà giữ gìn á, thì phải lấy cả cái giới bổn, 250 giới tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, và đồng thời phải sống một đời sống thủy dục tri túc, rồi phải phòng hộ sáu căn, mà Phật còn gọi là thánh phòng hộ sáu căn. Thế mà chúng ta mới đạt được cái sơ thiền, mới ly dục ly ác pháp được. Thế mà người ta gọi là tiểu thừa, là phàm phu thiền, là thiền ngoại đạo. Thì thầy không hiểu họ đã hiểu Phật pháp như thế nào mà họ dám nói những cái lời nói như vậy. Họ dám hạ những cái pháp mà Phật đã gọi là tứ thánh định. Mà thầy có nhắc xác định được cái trong cái bốn thiền này ấy, mà Đức Phật đã xác định đó, là Như Lai trú, là Phạm trú, là Thánh trú. Lấy bốn cái loại thiền này, Đức Phật muốn nói đến cái sự mà an trú của một bậc thánh, một bậc Như Lai ấy, thì Đức Phật nghe nói Thánh trú, thì chúng ta biết là bốn loại thiền này.
mà nghe nói phạm trú, tức là đức hạnh của một người tu sĩ là phải biết, đó là nói bốn thiền này. Cho nên cái xác định của Đức Phật rất rõ ràng về bốn loại thiền này, để chỉ cho chúng ta biết rằng một cái sai cái đúng của thời nay. Rồi đây một lúc nữa thầy sẽ đọc cái bài kinh, ngay cả kinh Nguyên Thủy mà người ta kết tập lại thành một cái bài kinh gọi là thân hành niệm. Rồi thầy sẽ phân tích được cái sai cái đúng của họ. Trong khi đó chúng ta học về cái pháp chánh niệm tỉnh giác định, để ngăn chặn các ác pháp không cho sanh khởi, thì chúng ta mới biết được cái sai cái đúng của cái người sau này đã thêm thắt, đã làm lệch được, đã lên làm lệch cái bản kinh, cái bài kinh mà trong cái bộ kinh Nguyên Thủy nữa, chứ chưa phải là kinh Đại Thừa. Đó là cái người sau họ đã làm lệch đi, để làm cho người đời nay không có tu hành, không có chứng được cái lý, cái thực cụ thể của Phật pháp, cho nên không làm sao mà dám nói cái đó sai. Chỉ biết cái bài kinh đó là cái bài kinh của Phật, chứ còn không dám nói nó sai. Từ ra có những người có kinh nghiệm tu hành mới biết nó sai đúng mà thôi. Và đồng thời còn phải xác định bằng một cuộc bằng một cái cuộc thực nghiệm, trở về với cái thời quá khứ bằng cái sức lực của đạo lực tam minh, mà rõ được, nghe được cái lời giảng của Đức Phật cách đây 2540 năm, mới xác định được cái bài kinh đó đúng sai. Chứ nếu mà không có những cái lực đạo như vậy á, thì những cái bài kinh này làm sao chúng ta dám xác định nó đúng là sai. Họ dám in, họ dám viết ra như vậy, để cho tới bây giờ chúng ta chưa biết rằng một người nào mà giả cả gan dám làm một cái điều này, mà để rồi kinh điển để cho người sau không có biết đường lối đâu, đúng đâu sai, không dám nói sai. Dù là có biết sai cũng chẳng dám nói sai. Như vừa rồi các thầy và các con cũng đã đọc ở trong cái tập Đường Về Sứ Phật tập 1, trong cái bài kinh Jivaka ở Trung Bộ Kinh, kinh Nikaya. Thế mà người ta chỉ cần thêm mấy chữ thôi cũng đã làm lệch được cái ý của Phật pháp rồi. Rồi từ đó người ta chạy theo dục lạc, mà người ta thọ hưởng những thực phẩm bằng cái xương máu của chúng sanh một cách là thích thú. Thế mà người ta cứ nói rằng Phật cho phép ăn thịt chúng sanh. Đó là một giả tâm độc ác của những bậc đã phá Phật pháp đến tận cùng như vậy. Thế mà chúng ta cũng hiện thời nay chúng ta cũng chẳng dám nói đó là sai, cũng chẳng dám nói đó là đúng. Cho nên ở đây nói về tứ thánh định mà người ta gán cho những cái tên tiểu thừa thiền, phàm phu thiền và ngoại đạo thiền, thật là đau lòng cho Phật pháp biết mấy. Những pháp môn siêu việt giúp cho con người ta đủ đạo lực để làm chủ sự sống chết, và còn làm những việc siêu việt không thể lường được. Như trong kinh điển Phật nói, nếu dùng bàn tay rờ mặt trăng, mặt trời, thế là một việc siêu việt như vậy, mà không từ ở trên tứ thánh định này thì làm sao làm những việc điều đó được. Đến bây giờ cũng chẳng có nhà học giả nào triển khai tứ thánh định này được, vì hiện giờ chưa có một bậc hòa thượng, một bậc tôn túc nào, một hành giả nào mà triển khai tứ thánh định này cho có đường lối cách thức tu tập đúng cách của nó. Nên gặp tứ thánh định họ lờ qua. Kinh sách của các học giả viết rất nhiều về tứ niệm xứ, tứ diệu đế, sổ tức quan, thập nhị nhân duyên, chưa hề có cuốn kinh sách nào nói về tứ thánh định. Bởi vậy các thầy cũng như là các con mà nếu mà đi ra nơi mà phát hành kinh sách để tìm một cái cuốn sách mà nói về tứ thánh định á, thì chẳng có một cái nhà học giả nào mà dám viết nó hết, dám biên soạn nó ra hết. Họ chỉ nói tứ niệm xứ, tứ diệu đế, sổ tức quan, thập nhị nhân duyên, hoặc là thập thiện họ, hoặc là các cái loại kinh sách phát triển của Đại Thừa nói về thiền, phản quan tự tánh, hoặc là những cái pháp thiền
kiến tánh hoặc là những cái pháp thiền như chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diệu mục hiện tiền, đó là những cái pháp thiền để người ta tu hy vọng được giải thoát. Còn cái lại thì tứ thánh định thì họ chẳng dám rớ vào để mà nói cách thức tu tập như thế nào. Bởi vậy tứ thánh định là pháp môn làm chủ được sự sống chết của chúng ta, sanh lão bệnh tử, tức là pháp môn giải quyết kiếp sống con người, chấm dứt đau khổ và luân hồi. Một pháp môn tuyệt vời, có một đạo lực kinh khủng, tỉnh chỉ hơi thở và các hành trong thân một cách tài tình. Thế mà ai biết nó là một pháp môn quý báu và vô giá. Người ta chỉ còn biết miệng lưỡi lừa của các vị tổ sư tiểu thừa thiền, phàm phu thiền, ngoại đạo thiền. Nghĩa là bây giờ người ta nói đến tứ thánh định á, thì người ta chỉ biết nó là tiểu thừa thiền, phàm phu thiền và ngoại đạo thiền, chứ người ta chẳng có biết nó là một cái pháp quý báu và vô giá. Nó làm chủ được cái sự sống sự chết của con người, nó chỉ cần ra lệnh là hơi thở tịnh chỉ ngay liền, các hành ngưng hoạt động. Người ta không hiểu được cái pháp tuyệt vời và quý báu như vậy thì làm sao người ta tu tập làm chủ được sanh tử luân hồi. Bây giờ cô Diệu Quang hỏi tiếp thầy, hỏi sổ tức quang và định niệm hơi thở khác nhau rất xa. Sổ tức quang, hỏi sổ tức quang và định niệm hơi thở khác nhau rất xa. Sổ tức quang thì ức chế tâm bằng cách đếm số. Định niệm hơi thở dùng pháp hướng như lý tác ý, nên nhẹ nhàng diệt tầm, tâm tỉnh thức hoàn toàn, không bị loạn tưởng. Cô Diệu Quang hỏi thầy cái pháp sổ tức quang và cái định niệm hơi thở nó khác nhau và giống nhau như thế nào, xin thầy giải rõ cho chúng con hiểu. Thì thầy trả lời sổ tức quang và định niệm hơi thở nó khác nhau rất xa. Sổ tức quang thì ức chế tâm bằng cách đếm số. Ở đây các con nghe rõ chứ không khéo thì các con tưởng định niệm hơi thở với sổ tức quang là giống nhau. Vì trong cái ngũ định tâm quán mà ở các bậc tôn túc họ kết hợp lại từ cái quán bất tịnh để đối trị tâm sân, quán từ bi để đối trị tâm sân, quán bất tịnh để đối trị tâm sắc dục, quán sở tức quan để đối trị tâm loạn tưởng. Thì tất cả những cái pháp này họ kết hợp lại họ gọi là ngũ định tâm quán. Chứ trong kinh điển của Phật thì không có sử dụng cái sổ tức quan này, mà họ đã lượm lặt nơi các kinh điển của các tổ viết ra, rồi họ kết hợp lại những cái bài pháp như quán bất tịnh, quán từ bi của Phật để họ kết hợp lại, họ gọi là ngũ định tâm quán. Cho nên ở đây chúng ta tu hơi thở, mà hơi thở nào gọi là sổ tức quan, mà hơi thở nào gọi là định niệm hơi thở. Do hai cái pháp môn này nó khác xa, nó khác nhau rất xa, chứ không có giống nhau đâu. Sổ tức quan thì phải biết rằng cách thức của nó là ức chế tâm bằng cách đếm số. Định niệm hơi thở dùng pháp hướng như lý tác ý, nên nhẹ nhàng diệt tâm, tâm tỉnh thức hoàn toàn, không bị loạn tưởng. Hôn trầm thùy miên vô ký. Sổ tức quan do ức chế tâm diệt tầm tứ, nhưng chẳng được, nhưng chẳng đưa hành giả đi đến đâu, chỉ lanh quanh ở mê hồn trận của xúc tưởng hỷ lạc, nên chẳng lợi ích gì cho người tu tập. Thì cái định niệm hơi thở thì nó có cái nghĩa nó khác, mà cái sổ tức quan thì cái nghĩa nó khác. Nó đi vào chỗ diệt tầm tứ để nó đạt được cái trạng thái hỷ lạc, rồi nó ở đó nó không biết cái đường ra, cho nên nó lanh quanh ở trong đó, rồi nó rơi vào thùy miên vô ký hoặc là hôn trầm. Còn cái định niệm hơi thở thì nó có cái mục đích nó khác, cho nên nó như thầy đã nói, cái định niệm hơi thở là cái pháp trợ duyên, nó trợ giúp cho các pháp khác. Cho nên ở đây thầy trả lời cho cô Diệu Quang là định niệm hơi thở là pháp môn trợ giúp cho hành giả tu tập nhập các loại định khác, nên nó có lợi ích rất lớn cho đường tu tập giải thoát. Mục đích của cái định niệm hơi thở là nó là trợ cho các pháp, chứ nó cũng không giúp cho chúng ta đi đến cái mục đích cứu cánh giải thoát được. Nó giúp cho các pháp,
mà thực hiện được cái giải thoát, cái mục đích giải thoát. Định niệm hơi thở là trợ pháp cho các pháp môn khác để đạt được viên mãn cứu cánh, nên nó là pháp môn có hiệu quả và có lợi ích lớn, nên nó giúp cho các pháp môn khác để chúng ta tu tập, nó đem lại cái kết quả. Bây giờ một cái ví dụ mà các thầy và các con cũng sẽ thấy rất là dễ. Khi chúng ta tu tập chánh niệm tỉnh giác đi như đi kinh hành, bây giờ chúng ta tập trung ở trên cái bước đi của chúng ta, chúng ta nhớ được cái bước đi của chúng ta, có một lúc rồi bắt đầu chúng ta lại quên đi. Nhưng mà chúng ta biết kết hợp với cái hơi thở vô với hơi thở ra, thì chúng ta vừa thấy được cái bước đi của chúng ta mà vừa biết được hơi thở, nương vào hơi thở để thấy bước đi càng ngày càng tỉnh hơn. Các thầy có kinh nghiệm tu hành, các thầy mới thấy được cái điều mà kết hợp cái định niệm hơi thở với cái định chánh niệm tỉnh giác, hai cái kết hợp lại thì quý thầy thấy cái này rất rõ. Còn nếu quý thầy mà chưa có tu tập được thì quý thầy tập thử đi, rồi nghe cái lời thầy nói coi có không. Ở trong chúng đây có người mà tập mà kết hợp được cái hơi thở, cái định niệm hơi thở với cái định chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành hoặc làm công việc thì thử coi nó phải tỉnh không, nó rất tỉnh đó. Đó là cách thức để tu tập, để hành pháp cho nó đúng cách, mà nó làm cho chúng ta được cái sức tỉnh, ngăn chặn tà pháp không cho sinh khởi. Cái mục đích của cái định chánh niệm tỉnh giác là cái mục đích của nó để giúp cho tứ chánh cần như thầy đã giảng rồi, nó ngăn chặn không cho ác pháp sinh khởi, nó không cho ác pháp sinh khởi. Mà muốn cho đạt được cái tỉnh, cái định mà chánh niệm tỉnh giác định á, thì nương vào cái định niệm hơi thở, khéo léo giữ gìn cái hơi thở một bên với cái tỉnh thức ở trong cái hành động của chúng ta, thì nó sẽ kéo dài và nó rất tỉnh, nó rất tỉnh. Đó là những cái mà chúng ta khéo kết hợp câu hữu nó trở lại để mà chúng ta tu tập. Thì ở đây có người nào mà đã có cái kinh nghiệm tu tập thì cái lời nói của thầy nó không phải là nói sai đâu. Chúng ta làm thử rồi chúng ta sẽ thấy được cái chỗ mà di diệu của cái định niệm hơi thở, nó trợ giúp cho cái chánh niệm tỉnh giác rất là tỉnh thức, rất là tỉnh thức. Định niệm hơi thở là trợ pháp cho các pháp môn khác để đạt được viên mãn cứu cánh, nên nó là pháp môn có hiệu quả, có lợi ích lớn. Hành giả tu tập mà bỏ định niệm hơi thở thì kết quả chẳng có ích lợi nhiều đâu. Nghĩa là cái kết quả, nếu mà bỏ định niệm hơi thở mà mình tu nội cái chánh niệm tỉnh giác không thì kết quả nó không lớn, tức là cái thời gian nó không dài ra đâu. Nó rất khó. Bây giờ cô Diệu Quang hỏi tiếp thầy. Kính bạch thầy, tại sao Phật giáo lấy giới luật làm pháp môn đầu tiên để tu tập, không lấy thiền định và trí tuệ tu tập trước như các nhà Đại Thừa, Bắc Tông và Thiền Tông? Nghĩa là cô Diệu Quang hỏi thầy, tại sao Phật giáo lấy giới luật mà tu trước để làm cho con người tu quá khổ, quá là khổ hạnh, phải đời sống, phải sống trong giới luật chứ không được, phải chịu dục tri túc như vậy thì phòng hộ sáu căn như vậy, nó làm cho cái người tu phải sống một đời sống quá khổ. Còn Bắc Tông á, tức là Đại Thừa, các nhà Đại Thừa Bắc Tông dưới Thiền Đông Độ á, thì người ta lấy thiền định mà người ta tu trước, người ta lấy sự học tức là trí tuệ người ta tu trước, cho nên người ta không có giữ gìn giới luật, cho nên đời sống người ta thoải mái dễ chịu, người ta tu thấy nó thích hơn là cái tu mà lấy giới luật. Đó là cái ý của cô Diệu Quang, là thấy một số các thầy cũng như mà các con mà về đây tu tập á, khép mình ở trong cái kỷ luật giới luật như vậy á, thấy nó làm quá khắc khổ. Thay vì một ngày mình ăn 2-3 bữa thì mình ăn có 1 bữa, rồi tập ít nói, rồi tập phòng hộ sáu căn, rồi tập xả tâm cái này kia rất là cực. Còn kia người ta chỉ có ngồi thiền định thôi, hoặc là người ta đến người ta nghe người ta học khổ đế, diệt đế, đạo đế như thế nào, người ta học hiểu vậy thôi, chứ người ta không có áp dụng. Người ta học giới luật người ta cũng hiểu biết thôi, mà người ta không có áp dụng vào cái đời sống người ta, cho nên người ta thoải mái, người ta dễ chịu. Còn mình đây thì tu tập như vậy mình thấy quá khổ. Cho nên cái ý của cô muốn hỏi để cho chúng ta hiểu cho thấu suốt tại sao mà Đức Phật lại không lấy như các nhà Đại Thừa, như Thiền Tông mà tu tập, lại bắt buộc chúng ta phải lấy giới luật mà làm đầu. Đáp đạo Phật, thấy suốt được lý nhân quả. Nghĩa cái đạo Phật mà ra đời là đã thấy được cái nhân quả, thấy suốt được cái nhân quả. Nên tất cả giáo pháp của mình, của Đức Phật đó, thì đều được xây dựng trên nền tảng thiện pháp. Nghĩa là tất cả những cái bài thuyết giảng, bài pháp nào cũng đều là nhằm
để chúng ta thực hiện ở trên cái thiện pháp. Như bây giờ chúng ta tu tứ chánh cần, chúng ta thấy cái pháp tứ chánh cần thì nó là cũng thực hiện ở trên cái thiện, ở trên thiện pháp mà đoạn từ cả pháp. Rồi bây giờ như tứ như tứ thiền, như là tứ diệu đế, như là các cái pháp tứ niệm tứ đều là giúp cho cái thân thọ tâm pháp của chúng ta đều là ở trong pháp thiện, không có ở trong pháp nào. Tất cả những cái pháp để mà chúng ta thực hành cũng đều là pháp thiện. Rồi giới luật cũng dạy toàn là bộ là thiện không, chứ không có cái nào mà dạy trong cái. Nghĩa là các pháp hành, các giới hành này á, nó là cái pháp để mà chúng ta hành, để mà chúng ta đem lại cái pháp thiện ở trong thân và tâm và thọ của chúng ta và các pháp. Thì như vậy á, cho nên Đức Phật đã thấy suốt được cái lý nhân quả, do nhân quả thiện và ác mà tạo con người khổ, cũng như thầy có thường nhắc ở trong cái lúc mà thầy giảng về cái giáo án này á, thì thầy có nhắc từ cái nhân quả, từ cái nhân quả mà chúng ta sinh ra, chứ không phải chúng ta ở cõi nào mà chúng ta đến, do cái nhân quả mà chúng ta sinh ra. Rồi chúng ta chết đi chúng ta cũng trở về nhân quả. Do cái chỗ đó, nếu mà đạo Phật không thấu suốt được cái lý nhân quả thì chắc chắn không có xây dựng cái giáo pháp của mình ở trên cái nền tảng của nhân quả. Cho nên thấy được cái nhân quả nó chi phối con người như vậy đó, từ cái chỗ mà chúng ta sinh ra cũng từ nơi đó, mà nó từ vô thủy của nhân quả chứ không phải là mới đây. Rồi bắt đầu chúng ta chết đi thì chúng ta cũng trở về nhân quả, tiếp tục ở trong nhân quả để tiếp diễn cái sự luân hồi của chúng ta mãi mãi trong nhân quả. Do cái chỗ này á, cho nên đạo Phật mới đặt cái nền tảng pháp môn của mình ở trên nền tảng của nhân quả, lấy cái thiện pháp làm cái mục đích để đi vào cái sự cứu cánh giải thoát của chính mình. Cho nên pháp của Phật á, từ cái bài pháp đầu tiên cho đến cái bài pháp cuối cùng á, thì đều gọi những cái tên nó là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Thì như vậy là chúng ta đã rõ. Mà nếu mà lấy một cái gì khác mà đi ngược lại thì chắc chắn là sẽ không đúng đạo Phật. Giới luật của Phật gồm có giới bổn, giới đức, giới hạnh, giới tuệ, giới hành. Mà thầy đã giảng từ cái giới bổn đến giới đức, giới hạnh, giới tuệ rồi. Bây giờ cái hạ năm nay là giảng về giới hành, tức là các pháp môn để hành, để đạt được cái giới luật cho nó được nghiêm túc, và đời sống của chúng ta được giải thoát hoàn toàn các ác pháp, ra khỏi các ác pháp. Nói đến giới tức là nói đến thiện, nói đến thiện tức là nói đến sự an vui thanh thản của tâm hồn. Mà đã an vui thanh thản của tâm hồn là giải thoát khổ cuộc đời. Thì chúng ta thấy thiện là nó sẽ giải thoát được cái đau khổ của cuộc đời. Mà chính chúng ta đi tìm sự giải thoát khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời, cho nên phải lấy cái pháp thiện mà làm cái mục đích mà chúng ta phải nhắm đến con đường tu tập. Muốn được an vui thanh thản của cuộc đời không gì hơn là phải sống đúng giới luật. Nghĩa là muốn được cuộc sống mình an vui thanh thản thì phải lấy giới luật mà sống, thì nó mới sống, mới giải thoát được. Nhờ giới luật mà tâm mới ly được ác pháp và lòng ham muốn của chúng ta. Tâm ly được ác pháp và lòng ham muốn thì tâm nó trong sạch và thanh tịnh. Do tâm trong sạch và thanh tịnh tức là thiền định. Vì thế Đức Phật dạy giới sinh định, rõ ràng là khi tâm của chúng ta ly dục lại và ly ác pháp thì nó mới thanh tịnh. Mà nó mới thanh tịnh cái thanh tịnh đó tức là thiền định. Vì thế mà Đức Phật nói do giới mà sinh định, do giới nó làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là định. Vì vậy mà gọi là giới sinh định. Khi tâm đã có định, định là sự nghỉ ngơi thân và tâm. Tâm mình bây giờ nó có định rồi, nó là có sự nghỉ ngơi. Còn trước kia mình chưa ly dục ly ác pháp á, thì phải dùng giới, phải sống cho đúng cái hạnh giới á, thì nó rất là khổ, nó làm cho mình cực khổ trên bước đường tu tập. Nhưng mà sau khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi, nó có định rồi, thì từ đó cái định là một cái sự ngơi nghỉ của thân tâm của mình. Do sự ngơi nghỉ này tâm nó được lắm sáng. Mình càng ở trong cái thiền định thì tâm mình được lắm sáng. Tâm được lắm sáng nên tâm rất sáng suốt, không còn bị kiến chấp và ngã chấp, nó sáng suốt. Cho nên mọi cái mà hồi nào tới giờ mình hiểu mà mình cho nó rằng đúng, bây giờ mình đều sáng suốt, mình nhận ra cái sai. Cũng như hồi nào tới giờ thầy không biết cái bài kinh này sai cho nên cứ thấy nó là đúng. Nhưng mà sau khi cái tâm nó lắm sáng được ở trong định rồi, lần lượt nó phá được cái kiến chấp đúng đó, nó thấy cái bài kinh đó các bậc hòa thượng, các bậc thầy dạy mình nói rằng đúng, nhưng bây giờ thầy thấy nó là sai.
Cho nên cái bị cái kiến chấp của người khác nhồi nhét vào mình á, thì mình đã xả ra được, mình thấy nó ra. Và cũng từ đó cái ngã chấp của mình, nó cũng từ cái sáng suốt đó mà cái ngã của mình nó bị triệt tiêu đi, nó bị chấm dứt đi, nó không còn chấp ngã nữa. Ngã chấp thấy suốt lậu hoặc của con người là khổ, nghĩa là chúng ta thấy được cái kiến chấp, cái ngã chấp, và thấy được cái lậu hoặc của con người là khổ. Tất cả những cái này đều là khổ. Vì sự thấu suốt này khiến cho hành giả giải thoát hoàn toàn ra khỏi tâm lậu hoặc. Vì thế Đức Phật dạy định sanh tuệ là vậy. Tuệ không có nghĩa là cái trí tuệ hiểu mênh mông, cái gì cũng hiểu hết mà không đứng vào cái con đường giải thoát, thì cái sự hiểu đó cũng là cái hiểu sai, không có đúng. Cho nên cái hiểu này bây giờ nó rõ thấu được thứ nhất là do lậu hoặc mà con người khổ. Nó rõ thấu được là cái tứ diệu đế là cái khổ, rồi cái nguyên nhân mà nó tập hợp những sự đau khổ, rồi diệt cái khổ đi, diệt cái nguyên nhân khổ đi, thì ngay đó là một trạng thái giải thoát. Rồi từ đó nó suy ra, nó biết được 8 cái nẻo để đi đến cái chỗ mà diệt đế, đi đến cái chỗ giải thoát đó. Cho nên nó thấu rõ thật rõ. Vì vậy mà nó thấu rõ thật rõ thì hoàn toàn lậu hoặc nó sẽ đoạn dứt. Còn bây giờ chúng ta hiểu biết bằng cách là chúng ta được người khác dạy cho hiểu biết, nhưng chúng ta chưa thấu rõ. Thấu rõ phải do cái định, cái tâm nó có định, nó lắm sáng, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấu rõ tận nguồn gốc của sự đau khổ con người. Cho nên trong tứ thánh định, Đức Phật dạy rằng ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc. Khi nào tâm định trên thân, thân định trên tâm, thì hướng hướng đến tâm minh sẽ thấu rõ. Bây giờ từ cái chỗ mà chúng ta ly dục ly ác pháp, chúng ta mới nhập được cái sơ thiền, thì ở trong tứ thánh định xác định rõ từ cái chỗ mà thiền thứ nhất, thì chúng ta phải đi vào cái giới, nó mới sinh ra được cái định. Từ cái định đó thì chúng ta mới thấy được thân định trên tâm và tâm định trên thân. Lúc bây giờ cái thân mà nó định thì nó bất động, nó không còn thở, nó mới định. Nó còn thở thì làm sao mà nó định được. Cho nên khi mà nó định trên tâm của nó được rồi, thì lúc bây giờ chúng ta hướng tâm của mình đi đến tâm minh, thì mình sẽ thấu rõ. Thấu rõ thứ nhất như thế nào? Một là túc mạng minh, hai là thiên nhãn minh, ba là lậu tịnh minh. Ba minh này đã viên mãn, tức là trí tuệ giải thoát của đạo Phật hiển hiện. Hành giả sẽ hoàn toàn giải thoát, làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi. Ngược lại đạo Phật đại thừa đó, thì cái đạo Phật mà chúng ta tu theo cái đường lối của đạo Phật, thì khi mà chúng ta đủ tam minh thì chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi, chúng ta hoàn toàn là không còn tu tập nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, chứ chúng ta hết có cái pháp nào mà gọi là tu nữa. Còn bây giờ nói về cái đạo Phật đại thừa, tức là đạo Phật phát triển, ngược lại đạo Phật đại thừa thì bắt tâm và thiền tâm thì lấy kiến thức học tập làm trí tuệ, lấy cái sự mà quân học hiểu bài học này bài kinh kia, hiểu biết rộng rãi, thì đó gọi là trí tuệ, sự hiểu biết. Lấy ức chế tâm làm thiền định, lấy cái chỗ mà ức chế, dùng cái pháp môn ức chế cái tâm mình để làm cho cái tầm tứ nó không có khởi lên cái niệm thì họ lấy cái pháp đó họ tu, lấy cái học và lấy cái pháp ức chế đó mà họ tu tập. Còn giới luật thì không cần giữ gìn, nên đức hạnh của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni không có. Cho nên nhìn vào cái giới mà Phật giáo đại thừa với thiền tông, thì cái giới luật họ không có nghiêm chỉnh, họ ăn uống phi thời, họ sống trong chùa to tháp lớn, họ sống trong những cái vật chất đầy đủ, không thiếu một thứ gì hết. Do đó cái tâm của họ nó chạy theo những cái dục lạc của thế gian. Đời có những vật gì thì ở thế gian người ta có, giàu có người ta có vật gì, thì ở trong chùa họ cũng có những vật nấy, họ không thua gì ở ngoài đời chút nào hết. Nghĩa đời sống họ cũng đầy đủ vật chất như các người khác, chứ không có thua. Do cái chỗ mà họ không có giữ gìn giới, cho nên cái đời sống của họ nó thiếu cái hạnh, nó thiếu cái đức hạnh của một vị tỳ kheo. Họ cứ nghĩ rằng khi mà họ tu, họ học hiểu rồi, họ tu cái pháp thiền định mà ức chế tâm, sau khi đạt được thì giới luật họ nghiêm chỉnh, họ nghĩ như vậy. Cuộc sống của tu sĩ, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, danh lợi giống như người thế gian. Đó thì các thầy quán xét
những cái lời mà thầy giải thích cho cô Diệu Quang có đúng hay là không? Rất là đúng trong cái hiện đại, vì chúng ta đang tiếp xúc với các thầy tu thiền tông và các thầy tu theo pháp môn đại thừa, thì chúng ta thấy được cái đời sống của họ rõ ràng cụ thể, chứng minh cho cái lời nói của thầy không có vu khống họ chút nào. Nhưng chúng ta cũng biết rằng trong cái giới tu sĩ hiện giờ có những người rất là tha thiết, họ không có nề hà cái sự mà giữ gìn giới luật, nhưng họ chưa biết pháp môn, cho nên họ đang sống trong cái cảnh họ đang lầm lạc mà họ chưa biết cái pháp môn chân chánh để họ hoài đầu đi hướng về con đường của đạo Phật. Nếu một ngày nào họ biết rằng giới luật để đưa họ đi vào cái chỗ giải thoát tâm thanh tịnh để đi đến thiền định chân chánh của đạo Phật, nhập được bốn thiền tứ thánh định đó, thì chắc chắn là họ sẽ hoài đầu trở lại rất nhanh. Họ không có hề mà ham danh ham lợi, ham chùa to tháp lớn, mà họ chỉ còn đi chọn lấy một cuộc đời giải thoát như Đức Phật và các bậc thánh tăng mà thôi. Đó là trả lời cho cô Diệu Quang khi cô hỏi về cái giới luật và cái cách thức tu của các tu sĩ hiện giờ. Như vậy thì các thầy cũng như quý con đã hiểu biết cái đường lối tu tập giới định tuệ mà hiện giờ thì người ta tu về tuệ và định mà bỏ giới. Còn chúng ta thì quá khắc khổ là vì chúng ta tu từ giới đi vào thiền định rồi mới tới tuệ. Hỏi kính bạch thầy, theo chỗ con hiểu, thời nay người tu sĩ lấy sự hiểu biết tu trước tuệ, kế đó tu định, hoặc là tuệ định song tu, thiền giáo đồng hành. Nghĩa là họ vừa học mà vừa tu thiền định, nghĩa là vừa hiểu, học hiểu giáo lý lời Phật dạy ở trong kinh Đại Thừa và tập thiền định ức chế tâm. Nghĩa là có khi thì họ tu trước bằng cái trí tuệ, như có nhiều người bây giờ họ chạy theo họ học về giáo lý của Phật để lấy cấp bằng này cấp bằng kia, thì họ không có thời gian mà rảnh rỗi để mà tu cái thiền định, cho nên họ chỉ chuyên học mà thôi. Rồi thậm chí như học sinh ngữ, Anh ngữ hay là Pháp ngữ hay Nga ngữ hay Nhật ngữ hay Hoa ngữ để nó làm một cái đà tiến ở trên cái sự học hỏi của họ, từ cái cử nhân họ đến cái bằng tiến sĩ, họ phải dùng một cái loại ngoại ngữ để đi du học, thì đó là họ chuyên về cái tuệ mà họ không có chuyên về định. Còn có chỗ thì định tuệ song tu, tức là thiền giáo đồng hành, nghĩa là họ vừa học mà vừa tu thiền định, rồi họ học để sách tấn cho cái sự tu tập của họ. Nghĩa là bữa nay giờ này thì họ ngồi thiền, nhưng mà sáng mai thì họ ngồi họ nghe bài kinh thuyết giảng để làm cho họ phấn khởi trong lòng họ, rằng họ nỗ lực họ tu thiền nữa. Cứ mỗi một cái bài pháp là sách tấn họ, làm cho họ tu đạt được hay không được, nhưng mà mỗi lần nghe một cái bài pháp của một vị tổ sư hay một vị tôn túc nào dạy một cái pháp thiền, nói nó đúng cái chỗ mình tu, làm như mình thấy nó đúng quá, làm cho mình ham thích tu thêm nữa. Coi như là ham nóng mãi mãi. Thiền giáo đồng hành có nghĩa là ham nóng mãi mãi để cho người ta tu. Chứ còn nếu mà không có học giáo thì người ta tu một thời gian sau người ta chán, là vì người ta sẽ thấy không có kết quả trong cái sự tu tập, mà không được nghe cái lời mà sách tấn khuyến khích thêm thì họ sẽ bỏ cuộc tu. Do đó thì như vậy mà có một cái pháp môn gọi là định tuệ song tu, vừa tuệ mà vừa định tu song song với nhau. Họ nghĩ rằng tu như vậy tâm lần lần thanh tịnh, đạt được sự giải thoát. Nghĩa là định tuệ song tu như vậy đó, tuệ là nó cái sự hiểu biết, nó giúp cho mình siêng năng tinh tấn tu định mà không có thấu tâm, không có bỏ cuộc. Và sự tu tập như vậy á, vừa hiểu mà vừa có tập ức chế tâm như vậy, tâm dần dần nó thanh tịnh, nó không còn cái vọng tưởng nữa. Do cái sự thanh tịnh này họ sẽ đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì chừng đó giới luật không giữ mà giới luật nghiêm túc, họ nghĩ rằng sau này mình không cần giữ, mà tới chừng mà tâm mình thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó không có, nó không ăn uống phi thời nữa, nó không có phạm giới nữa. Họ nghĩ như vậy, nhưng mà cái nghĩ tưởng như vậy nó thành ra hiện giờ một số tu sĩ tu đã 10 năm, 20-30 năm về định tuệ, tuệ định song tu cho đến giờ này thì giới luật họ cũng chẳng nghiêm túc. Do giới luật chẳng nghiêm túc thì biết rằng họ chưa giải thoát hoàn toàn, và họ chưa giải thoát hoàn toàn thì giới luật
Do cái chỗ tu như vậy á, cho nên hy vọng của họ là khi mà thiền định, mà định với tuệ mà tu như vậy á, thì nó sẽ đạt được cái nghiêm trì được giới luật, nhưng mà cuối cùng thì không có được đạt được một cái gì hết. Có phải vậy không thưa thầy? Đó là cô hỏi thầy, có phải họ tu như vậy có được không? Đáp điều con hiểu rất đúng, nhưng kết quả đi ngược lại. Tâm dục là thế gian đầy dẫy, khéo che đậy mà thôi. Bản ngã to lớn, thích tranh luận hơn thua, tìm mọi cách đánh lạc hướng, khiến cho tín đồ không phân biệt đâu là chánh pháp của Phật. Đưa ra nhiều luận giải của tưởng pháp, ảo hình ảnh trừu tượng, tâm phủ trùng vạn hữu. Đó tức là khi mà họ đưa ra những cái luận giải của họ, họ tưởng ra, họ giải thích ra như cái tâm họ phủ trùm cả cái vạn hữu ở trên thế gian này, coi như là họ đã hoàn thành được cái tâm rộng lớn minh mông của họ đó. Đó là tâm phủ trùm vạn hữu, đó là cái cách thức hình ảnh trừu tượng của họ, họ tưởng tượng ra nó phủ trùm, cái tâm họ phủ trùm vạn vật như vậy. Còn hình ảnh mê tín thì họ phản bổn hoàn nguyên. Trong cái chỗ mà